Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chúng ta cùng chào đón thính giả đầu tiên gọi điện đến từ tỉnh Nam Định. Xin chào thính giả gọi điện từ Nam Định ạ. Em chào luôn chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế? Chị ấy muốn hỏi là chồng 45 tuổi ạ. Vâng. Em chúng ta đi chữa mới nơi thì bảo là em bị vô sinh 4 năm. Các bạn cưới nhau là bao nhiêu năm ạ? 4 năm ạ. 4 năm, vâng. Bạn cũng đã đi khám đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, bác sĩ nói làm sao ạ? Đầu tiên em chữa ở gọi là bà Đà Lan từ trước thứ năm ấy chị. Vâng. Xong rồi bệnh tận bảo em là em bị viêm dạ con ấy ạ. Thì sau đó thì em thuốc của bà thì bảo là em bình thường không có sao hết ấy. Thì em mấy tháng em lo quá em lại đi chữa thì em lên bệnh viện 13 ấy thì xong rồi từ trường khóa em lại quay về. Sau đấy em lại quay lại bệnh viện tư phụ sản Nam Định ấy. Rồi là bác sĩ ở đấy khám rồi thôi em biết là em bị tắc bổ trứng ấy, chỉ đi thông hai bên ấy chị. Em đi thông được một tháng thì em không biết thì em lại lên lên bệnh viện phụ sản Hà Nội ấy, thì bảo em bị viêm âm đạo ấy chị. Em có điều trị đấy thì giờ nhà em cũng được rồi ạ. Em được hai tháng thì em hai tháng nữa tôi lại bị sẩy ạ. Sáu tháng em không có gì em lại đi chữa. Thì bác sĩ bảo em chân đầu ấy ạ. Liệu em lại có thêm một ít tiền án em bị bệnh trở thận ấy chị thì liệu có ảnh hưởng gì đến việc chữa? Vâng. Bạn đang rất là băn khoăn về sức khỏe của mình và cũng đang rất là mong muốn có em bé. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi bạn? Em 31 rồi chị ạ. À, 31 tuổi rồi. Thế là trong từ lúc 4 năm nay thì mới chỉ có thai một lần nhưng mà lại không dữ dội đúng không? Vâng. Thế và lần đó thì đã cách đây 6 tháng rồi. Vâng ạ. Bạn đi khám cũng khá nhiều nơi đấy. Mà toàn những bệnh viện cũng có kinh nghiệm ở trong cái việc hỗ trợ sinh sản ấy. Bệnh viện 103 rồi bệnh viện phụ sản Hà Nội, phụ sản Nam Định là những cái nơi mà người ta đã có cái khoa hỗ trợ sinh sản rồi. Thế và quan trọng là mình cũng có những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng đấy, ví dụ như là bạn lại bị tắc vòi trứng đúng không? Xong rồi lại viêm tử cung, rồi lại viêm âm đạo nữa. Thế những cái đó thật sự là những cái nguyên nhân cũng khiến cho cái việc có thai tự nhiên của bạn nó khó là đúng như bạn ạ. Theo tôi thì bây giờ thế này, cái lần sẩy thai đó cách đây đã 6 tháng rồi đúng không? Bạn hãy bây giờ hãy đừng đi khám vội nhé. Trước mắt bạn nên đi tiêm vaccine đi. Đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi này, quai bị, rubella, phòng bệnh cúm. Bạn đi tiêm vaccine đấy sau khi cái mũi thứ ba ấy, 3 tháng nhá. Tức là cái mũi cuối cùng của tiêm vaccine nó rơi vào khoảng 3 tháng thì lúc đấy mới lập kế hoạch để có con. Vừa rồi em có lại quay trở lại bệnh viện phụ sản ấy thì em lại không bị tắc nữa mà em chỉ gọi là tắc bạn trẻ chị. Thì bác sĩ bảo là em có khả năng là có trở lại ạ. Nhưng mà gọi là cũng gọi là hiếm thì hiếm nhẹ nhưng mà chắc là bác sĩ bảo là cũng có chị. Khó khăn đúng không? Đấy tôi mới nói rằng là bây giờ bạn hãy đi tiêm vaccine đã. Bởi vì một người như bạn ấy, nếu may mắn mà có thai mà lại bị nhiễm được cái loại như tôi vừa nói với bạn ấy, thì cái nguy cơ mà hỏng thai nó còn cao hơn rất nhiều. Và chưa kể là gây dị tật thai nhi. Chính vì thế bạn để cho cơ thể mình nó khỏe lại đã, nó ổn định hơn đi. Sau một thời gian mình vật vã, mình đi hành hạ nó rất nhiều rồi. Đi khám, đi xét rồi làm hết cái nọ cái kia rồi. Nhá. Biết được nguyên nhân rồi. Trong quá trình đấy, bồi bổ cơ thể đi. Có thể quay trở lại cái nơi mà mình dự kiến sẽ làm hỗ trợ sinh sản. Của bạn nên làm hỗ trợ sinh sản. Ở đây hỗ trợ sinh sản là như thế này. Xem là kiểm tra xem có thiếu các cái chất gì không. Bác sĩ người ta sẽ cho bạn những cái thuốc, ví dụ nội tiết này, có thể là bổ sung canxi này, hay là bổ sung kẽm này, vân vân. Tức là tùy theo thể trạng của từng người, người ta sẽ chuẩn bị cho bạn và người ta gọi đó là chuẩn bị cho có thai. Trên nền một cái người như mình, người khác người ta khỏe mạnh, người ta trẻ tuổi thì người ta không cần phải làm những việc đấy. Nhưng mình thì nên thận trọng và chuẩn bị chu đáo cho cái lần có thai này. Và song song trong quá trình đấy thì bạn nhớ là bạn phải áp dụng biện pháp tránh thai chứ không phải để có thai đâu nhé. Vì bạn đang tiêm vaccine mà bạn lại có thai thì nó không tốt.
Và cứ thế để bồi dưỡng cho sức khỏe nó tốt đi, sau đó thì kiểm tra lại tổng thể cơ quan sinh sản của mình xem có vấn đề gì không. Nếu có điều kiện thì kiểm tra cả ông chồng nữa. Bởi vì một trong những cái nguyên nhân xảy thai có thể đến từ phía ông chồng. Ví dụ như là ông chồng mà tinh trùng chồng em anh cũng có đi kiểm tra thì cái tinh trùng của anh ấy số lượng là 32% ấy. Thì bác sĩ bảo là cũng không có vấn đề gì cả, thì gọi uống thuốc thì em cứ toàn lấy viên E cho anh uống ấy ạ. Ừ, thế tốt rồi. Thế cứ bạn chuẩn bị như thế đi, sau đó cho nó tốt, tôi nghĩ là phải khoảng cuối năm thì mới nên có con. Thì tốt rồi. Đừng có gọi là ép mình nhiều việc quá, và lúc nào mình cũng căng thẳng thần kinh thì nó cũng là những cái nguyên nhân mà ảnh hưởng tới cái việc có thai. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình và chúng tôi cũng hy vọng rằng các bạn sẽ kiên trì chữa bệnh và sớm có tin vui. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Alo, xin chào, chúng ta gọi điện từ Bắc Giang. Dạ vâng. Em thấy hỏi là vợ chồng em lấy nhau cũng là chục năm rồi ấy. Vâng. Nhưng mà 2 năm gần đây ấy, mà từ vừa mong đèn em vừa sinh con ấy. Vâng. Em ở nhà em không đi làm được ấy. Chồng em cứ hay nói như là sợ nhà đây tính rồi ấy. Em nghĩ là như chồng em có bồ ấy. Chắc chắn là chồng em có bồ, em biết 100% rồi. Nên là cô ấy đang làm làm may từ với em ấy. Mà em muốn gặp nói chuyện mà em không biết. Em nghĩ không biết là đó thế nào để cho người ta hiểu ấy. Vâng. Tôi rất là hiểu tâm trạng của bạn, bạn đang nghi ngờ rằng chồng mình không chung thủy đúng không ạ? Tuy nhiên thì cũng không biết là nên xử lý như thế nào, nên có cái thái độ như thế nào với chồng cũng như là với đối tượng mà chồng mình đang theo đuổi. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn tâm lý của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời anh. Cuộc sống của hai vợ chồng hiện nay thế nào? Em đi làm rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì nói chung là em cũng mới đi vào nhà máy làm thôi á. Ừ. Thì em đi làm về cũng hay cũng nói em thấy mọi người kia với giỏi với giọng kiểu như là thì các em mới lại người khác ấy. Ừ. Nhưng mà thực tế là em chưa biết anh ấy có bồ ấy. Em mới đi làm này, cháu nhỏ khỏe không và hiện nay nó ở nhà với ai? Dạ, em đi gửi trẻ ạ. À, đi gửi trẻ. Ừ, em lúc nãy có nói là vợ chồng lấy nhau 10 năm mà đến năm vừa rồi anh mới có con. Trước đấy là em, kế hoạch quá. Em sinh cháu đầu được nó được 7 tuổi em mới đẻ thằng sau. Rồi, tức là mình đã có một cháu 7 tuổi rồi và đứa thứ hai mới sinh. Và trong cái thời gian trước thì mình không có công ăn việc làm cho mỗi mình chồng đi làm. Và anh ấy về thì cứ nói này nói nọ khó tính. Và mình thì đoán là có bồ. Thậm chí còn là em cũng biết cái người cặp kè với em đấy làm cùng em với em luôn ạ. Hiện nay cô mà mình nghi ngờ ấy thì lại đang làm cùng với mình đúng không? Ừ, có nghĩa là không phải nghi ngờ đâu mà thực tế là như vậy ấy. Thế nhưng mà bây giờ thầy em hỏi cứ xác nhận mà cứ như nào cứ bảo em là tất nhiên rồi ai tất nhiên người ta mới hỏi kia ấy. Chẳng có ai thì hỏi là có phải anh có bồ không thì ông bảo ừ đấy làm gì có ai nhận cái chuyện thì đúng rồi nhưng mà anh nói rằng em nghi ngờ. Em không phải như vậy đâu, em chỉ hỏi là anh có biết người đấy người đó không ấy. Ừ, thì anh ấy thông minh lắm, anh biết là trong hỏi người khác mà hỏi người này. Thôi thế này, em bảo là em biết chắc chắn thì em chắc chắn mức độ nào? Thấy họ đi nhà nghỉ hay là thấy họ đi đến... đèo nhau thôi chứ em không biết là đi nhà nghỉ hay không. Ủa, chỉ có đèo nhau thế là chắc chắn à? Trong em không thể theo dõi được bởi vì con em là bé ở nhà, em không thể đi được ấy. Đi làm gì, người ta đèo nhau, mình lại đạp xe đi theo sau thì đèo làm gì. Tưởng rằng là em đã theo dõi, đã thấy họ vào nhà nghỉ này, xong rồi tiền của chồng mình tài khoản bắn sang tài khoản cô kia này. Buổi tối trong lúc mẹ con đang ăn cơm thì cô kia lẻn đến để rủ với chồng mình đi này. Thế chứ còn thì em cứ chắc 100% mà mới chỉ thấy mỗi người ta đèo nhau chứ rồi. Một ngày người ta đèo mỗi người. Nhưng mà nhiều người nói với em là nhiều người nói về cho em đi nghỉ ngơi vậy đấy. Và tối đến cái việc em làm em đang ca đến 8 rưỡi thì chính bảo em mới về nhà. Ừ. Còn bây giờ cơm cháo cho con em ăn ấy, nó toàn những chỗ ăn dưới quản thế nên là em vừa rồi em đi và em nghỉ công ty thì không cho em nghỉ. Ừ. Bảo em là cái loại đầu tiên nhưng mà em biết chắc chắn là cô đấy là bà rồi em bị cô nói chuyện với người ta nên em chẳng biết nói như thế nào cả. Cái việc em nói người ta không quan trọng bằng cái việc là em ổn định cuộc sống nhà mình.
đấy bây giờ thì lại cứ vợ đi làm 9-10 giờ rồi con thì bỏ lay bỏ lắt, thế có ông bà thì phụ giúp không hay là bố nó về bố nó cứ ngồi chơi điện tử? Dạ ông bà nhà em thì yếu lắm ạ, em là yếu mà còn mấy đứa cháu đông cháu quá nên là con nhà em mà sinh hoạt tự túc thôi. Ừ. Thế là buổi sáng em đi làm thì em đưa con đi nhà trẻ, xong rồi mình làm đến 9 giờ đêm, còn thì bố nó về sớm hơn đón con à? Em ơi, thì cuộc sống làm thế nào được ạ? Biết rồi, vì cuộc sống thì ai cũng vì cuộc sống. Nhưng mà tức là sau đấy thì bố nó về đón con đó hả? Xong rồi không có cơm nước gì. Chị về đón em ạ. Chị 7 tuổi ấy, về đón em đi nhà trẻ đúng không? Thế là chúng nó thì không nên tin. Em xin nghỉ công ty, nhưng mà bây giờ em đi lại bây giờ em gửi cho con em chẳng nhà thì chẳng có để con cái cho nó học hành nên. Chồng chưa mất vội mà mất việc là cái chết ngay, cho nên là việc đầu tiên là ổn định cuộc sống, giữ lấy cái công việc làm ấy. Bao nhiêu năm trước mình không đi làm mình đã thấy nó vất vả như thế nào rồi, mình sống phụ thuộc thì sẽ rất là khổ rồi. Bây giờ có công ăn việc làm, khó khăn thì khắc phục, bên bà ngoại có hỗ trợ được gì không? Dạ em cũng có được một ước, ngày xưa từ lớn em mới bạn ở bà ngoại thôi mà. Ừ. Bây giờ cố gắng em ạ, cái chuyện ghen tuông kia cứ để một bên đã bây giờ nhá, đừng bao giờ bỏ việc. Chỉ vì ít nhất mỗi tháng em còn có mấy triệu, dù bố nó có không đưa tiền thì em cũng không chết đói và em còn là chỗ dựa của hai đứa con. Cái thứ hai là nếu như tất nhiên đừng có đi hỏi, cứ hỏi chồng là có phải anh cặp bồ với con ấy hay là anh có biết cái đào cái mơ cái mận gì không, những vớ vẩn làm gì có nào, thế rồi cuối cùng đi mà cãi nhau à. Nếu như em thực sự em biết nghi ngờ cho cái cô đào cô mận nào đó, lúc nào đấy chị em rủ nhau đi uống nước, em hỏi chuyện vui thôi. Thế ông xã tớ về hay khen cậu lắm, ông ấy bảo là giá mà được làm lại từ đầu thì ông ấy sẽ lấy cậu thì thăm dò khoảng đấy được không ạ? Hả? Để có được không ạ? Ừ. Nói vui mà, tức là mình cứ nói đùa nửa thật như thế xem phản ứng có tật thì giật mình. Cậu nói thế là nghĩa như thế nào mà không? Đấy, cứ nói thế thôi. Về thấy ông ấy cứ hay nói đến cậu thế này, mọi người cứ bảo là cậu rất là kiêng sai người tớ. Cô kia có chồng có con gì chưa? Người ta có chồng nhưng mà bỏ chồng rồi ạ, còn người con có một đứa con ạ. Rồi, em phải nhớ những cái người mà đã từng có gia đình rồi hiện nay lại thành là đơn côi, người ta cũng thừa biết rằng là cũng chả sơ muối gì được chồng em đâu. Chẳng qua là ví dụ như cô đơn thỉnh thoảng hỏng cái xe thì nhờ chồng em đèo một tí. Thế rồi là rủ đi uống nước cho vui cho đỡ cô quạnh, chứ chắc người ta cũng không có âm mưu phá hoại lớn rằng là để bắt chồng em phải bỏ vợ bỏ con, giữa một ông đàn ông đã mất hai con rồi còn bà vợ làm công ty không có béo bở gì lắm đâu. Vâng, hy vọng rằng cuộc sống gia đình của bạn cũng sẽ vượt qua sóng gió. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia Tâm lý học Linh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Vâng. Em có câu hỏi muốn hỏi là năm nay em 37 tuổi rồi. Vâng. Cái 2 năm về trước đến giờ là nghe bạn vợ chồng sinh lý là nghe nó yếu đi. Vâng. Bạn lập gia đình lâu chưa ạ? Em lập gia đình được 16 năm rồi. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thế Hải của chương trình sẽ chia sẻ với bạn. Xin mời bác sĩ. Xin chào bạn. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Vợ bạn bao nhiêu tuổi bạn? Vợ em sinh năm 78. Sinh năm 78, có nghĩa là năm nay bạn ấy cũng khoảng 38 nhỉ? Vâng. Ô, thế bạn 37 tuổi à? Vâng, em 37 kém nhà em 1 tuổi. À, kém nhà bạn 1 tuổi. Vâng. Bạn cảm thấy là cái chuyện quan hệ nó không được như trước là ở góc độ nào? Vâng, như ngày xưa vợ chồng thì nói chung là cứ đều đặn, hôm nào mà cảm thấy yếu thì cũng cách một hôm thì vợ chồng lại quan hệ, nhưng bây giờ thì sau 10 ngày đến nửa tháng ví dụ như không quan hệ thì cũng không nghĩ gì, mà cũng không có nghĩ gì mà nghĩ đến là vợ có ý kiến gì không? Em cũng không có ý kiến gì. Tự bạn cảm thấy thế nào? Chất lượng nó giảm đi, xong rồi bạn lo ngại điều gì? Thỉnh thoảng vợ cũng có lừa đùa là thật là chồng dạo này nghe bất lực thế. Thế à?
Em cũng cảm nhận được là một lần là như thế. Như nó bị bạn thấy cảm thấy chất lượng nó không tốt, ví dụ như là nó xuất tinh sớm này, hay là nó cái cương cứng nó không được như trước này, hay là cái ham muốn của mình đối với vợ nó có sự thay đổi. Tức là tôi muốn hỏi kỹ một chút xem là nó có liên quan gì tới cái bệnh lý không, hay là do cái tâm lý của mình thôi. Có thời gian thì cứ giảm cân như này, lúc nào mà cứng như này nó ra thôi, nó không như ngày xưa. Tại vì thế này, thực ra năm nay bạn cũng 37, là già thì chưa tới nhưng mà trẻ thì cũng qua rồi. Thứ hai nữa là cuộc sống thì mình cũng đã là gia đình khoảng 16 năm đúng không? Đấy, 16 năm mà với một cái người có cái đời sống tình dục ổn định, rồi không có những cái ham muốn lạ ở bên ngoài, không bị phân tán bởi cái nhu cầu khác, thì tôi nghĩ cái việc mà cái tần suất quan hệ tình dục thì mình không thể chắc chắn như cái lúc mà năm 98, 99 được. Chắc chắn như vậy, nó cũng phải có sự thay đổi. Mình gọi là chưa già nhưng cơ quan nó cũng đã bắt đầu chuyển sang cái giai đoạn khác rồi, chứ nó không hoàn toàn như là trước nữa. Chỉ có như thế này thì phải lo lắng này, mình muốn thực hiện việc ấy nhưng nó không đủ độ cương cứng để mình làm cái việc đó, hoặc là mình muốn kéo dài 10 phút, 15 phút nhưng nó chỉ được 3-4 phút là nó đã hết tiền rồi, ví dụ như vậy. Hoặc là mỗi một lần mình quan hệ mình không làm cho vợ thỏa mãn, lần nào vợ cũng kêu ca phàn nàn, thậm chí có những cái xung đột xảy ra trong gia đình, thì hay nói cách khác là cái chất lượng quan hệ tình dục của bạn nó có vấn đề, nhưng nguyên nhân do bệnh lý thì lúc đấy mình phải tính đến. Chứ còn nếu như mà nó cứ với cái tần suất như thế này, tôi nghĩ nó chưa phải là dấu hiệu cảnh báo gì để mình phải lo lắng. Tuy nhiên thì dù sao thì tôi cảm giác là đối với bạn, đối với đàn ông thì cái việc đó nó như là để chứng tỏ gọi là bản lĩnh đàn ông ấy, đúng không? Chuẩn mực. Cái cảm giác nó không được như mình mong muốn, hay là nghĩ rằng là mình có vấn đề, mình không phải là đàn ông, hay là mình yếu đi. Và đặc biệt là sợ nhất là bị vợ thỉnh thoảng lại phê bình. Mà nhà bạn cũng hơi lạ đấy, chứ thực ra vợ bạn là nhiều tuổi hơn bạn. Phụ nữ mà bước vào tuổi 38 rồi thì nhu cầu vẫn còn, nhưng không thể như trước được, nó không thể ham hố mạnh được. Thế cho nên là đúng là để vợ mà phê bình thì mình cũng phải suy nghĩ. Nhưng tôi nghĩ thế này, bạn ở Bắc Ninh không xa xôi gì, nếu có điều kiện bạn nên về Hà Nội, đến bệnh viện Việt Đức và vào khoa nam học của bệnh viện Việt Đức nhé. Nó nằm ở trên tầng 2 của phòng khám ý. Đến đó thì các bác sĩ sẽ làm xét nghiệm nội tiết cho bạn, sẽ kiểm tra cơ quan sinh dục cho bạn, một số các cái phương pháp cận lâm sàng để đánh giá xem thực sự nó có bị như mình nghĩ không, hay là mình hoàn toàn bình thường. Thực ra cái kết quả đấy nó là một cái giải tỏa áp lực cho bạn rất là tốt. Nếu như mà bác sĩ kết luận là bạn bình thường, chẳng có vấn đề gì, thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Và lúc đó cả hai người đều phải thay đổi. Nhiều khi chính từ phía vợ làm cho mình không có ham muốn, chứ không phải là cái nguyên nhân từ phía mình. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc hai vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thị. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nam. Vâng, em chào chị ạ. Vâng ạ, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em có quen một anh bạn hơn 2 tuổi và nhà anh thì có một mình anh ấy. Em thì cũng có gia đình rồi, nhưng mà nói chung là em không sống với chồng nữa. Bây giờ anh cũng kiểu muốn đến em, nhưng mà gia đình anh có vẻ là không đồng ý lắm. Em mà chuyên gia tư vấn cho em một số vấn đề. Vâng, bạn trai mà bạn mới quen là chưa lấy vợ lần nào đúng không ạ? Vâng, còn bạn thì cũng đã có gia đình rồi, tuy nhiên thì cuộc sống không được như ý. Vâng, anh Linh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình sẽ tâm sự với bạn, xin mời anh ạ. Thân bạn nhé. Ban nãy em có nói là không sống với nhà em, tức là ly hôn rồi hay là ghét nhau rồi bỏ mỗi đứa một nơi? Em chúng em đã thân hơn chục năm nay rồi. À, mới phân thôi đúng không? Bây giờ lão ở đâu? Anh ở bên nhà mẹ đẻ. Không có gọi là dính dáng gì nhau nữa đấy hả? Vâng. Có cháu không? Nói chung là dạ em có hai đứa con, em nói chung là em đi thân chồng từ năm em chửi thằng đứa con em ấy.
Thế xong bố nó cũng không quan tâm gì đến hai đứa luôn. Nói chung là nhà em thì cũng không được bình thường lắm, cho nên là nhiều khi em cũng... Rồi, em hiểu rồi. Ông bà nội có ý kiến gì liên quan đến bọn trẻ không? Không, nói chung là ông nội em thì mất cách đây gần 20 năm rồi, còn có bà nội, nhưng mà bà nội nói chung là bà nội cũng không quan tâm đến cháu lắm, cho nên là các cháu cũng... Coi như là bố với lại bên nội là... Bên ngoại những em các anh các chị mà là gần như là bà nội thờ ơ với các cháu quá. Rồi, và hiện nay thì mình cũng tự bao nhiêu năm nay tự mình nuôi cả hai cháu thôi đúng không? Cuộc sống thì thực ra thì cũng cô đơn. Ngoài cái cậu bạn mới này thì trước mình có nhiều bạn không? Gọi là bạn đồng trường thì em có, nhưng mà... Nói chung là chơi thân mà để mà nói chuyện một cách sâu xa đấy thì em cũng có một vài người rồi ạ. Nhưng mà hầu như là em nói chung chẳng bao giờ nghĩ đến là em đi đâu nữa. Ngày mà mình lấy cái ông bố nói là có đăng ký kết hôn không? Có anh ạ. Đấy, cái việc đầu tiên phải xác định rằng là dù có ghét bố nó có làm sao chăng nữa, dù có là ly thân không ở cùng nhà, thì còn lù lù cái giấy đăng ký kết hôn vẫn chứng tỏ em đang có chồng. Thế còn thì một người đang có chồng nuôi con một mình như em, có thể yêu chục người, có thể kể cả đây là nói theo ngôn ngữ dân dã, có thể cặp bồ với ai đấy thì là quyền quyết định của mình, nhưng kết hôn thì lại là một vấn đề. Còn cái vấn đề đấy em hiểu anh ạ, tại vì em cũng nói chung là em gửi đơn như hôm kia rồi thì có hiện được rằng em gửi đơn. Hai nữa là nói chung cái bạn cậu bạn mới này em nói là nhà của một mình cậu là con trai đúng không? Vâng. Chưa có vợ bao giờ. Vâng. Cuộc sống hiện nay bạn ấy công ăn việc làm thế nào? Nhưng mà khá là ổn định ạ. Công việc khá ổn định. Sự quyết tâm của bạn ấy đến đâu? Em nghĩ là anh vẫn nói với em là anh thế nào trước, thế nào xong thế. Trước nào xong thế. Cũng được 3 năm rồi ạ. Và cái việc đi lại với mẹ con mình có cảm nhận thấy là thật sự tin tưởng không? Nói chung là cái độ tin tưởng em nghĩ là nó cũng được khoảng độ 8. Ngoài mình ra có thấy anh ấy có thêm các cô bạn gái khác không? Cái này thì em cũng không biết tại vì anh đi công trình trước mà. Anh ấy đã nói với bố mẹ anh về cái việc là anh ấy nói có tình cảm. Thế và bố mẹ thì làm sao? Bố thì anh kiểu là bố thì nói chung ngồi lặng im chẳng nói năng gì. Mẹ thì không hài lòng lắm. Thật ra để mà hài lòng thì chắc là khó có ông bố bảo. Em nghĩ như vậy, không phản đối chỉ được, không chửi đánh, không bố không bắt dậy đuổi thằng con trai ra khỏi nhà rằng là mày là, đây là nói cho dân giá đấy, mày là trai tân, mày thiếu gì hề chỗ mà mày lại thế nọ, mày thế kia, thậm chí là mày mà thế thì mày ra khỏi nhà tao vân vân. Thế không thế đã là rất tốt rồi. Đừng hy vọng rằng hai ông bà ôi sướng quá hay là ôi thích nhỉ nhá. Còn cái vấn đề đấy thì em biết là em nói với anh từ trước khi anh nói với bố mẹ anh như thế mà. Thế thì tóm lại, dự định như thế nào? Bố mẹ thì chỉ trình báo như thế thôi. Bố chắc biết rồi, cái thằng này nó cũng quyết đoán lắm, có ngăn cản trả được nó mà đã được dự định rồi thì cũng lại rất buồn, thì buồn thì ngồi lặng như thế thôi chứ cũng chẳng dám cản ngăn. Thì nó bảo là không đồng ý con cứ lấy cô ấy, rồi con đến nhà cô con ở, rồi bố mẹ thích thì thích không. Thực ra thì thời buổi này nhiều lúc các cụ cũng bất lực, các cụ đã nói với nhau là trước đây thì cha mẹ là đâu con người đấy, bây giờ con là đâu con cái là đâu bố mẹ người đấy á. Thế thì nếu mà tin tưởng được cái sự gọi là sự thật lòng của cái anh này ấy thì em bây giờ đừng khách sáo nữa, đừng giữ kẽ nữa. Mình cũng đã chững chạc lớn tuổi rồi, đời nó cũng không quá dài để mà mình cứ phải thế nọ thế kia. Sống với nhau, gắn bó, tạo dựng cho nhau, được hạnh phúc ngày nào rất vui ngày đấy. Đừng có ngâm quá lâu, giải quyết vấn đề gia đình của mình đi. Nếu như em thấy vấn đề này em đang làm xúc tiến xong cái việc mà sau đấy thì cũng bàn luôn với cái cậu bạn mới này đi. Bây giờ thực sự ra thì quyết định cuối cùng của anh là như thế nào, chốt lại một câu xem nào. Nếu nói rằng là quyết tâm bố mẹ có thế nào chăng nữa thì cũng cứ đến. Thế thì
đấy đi, đưa em về nhà đi, em nói chuyện cả với để ông bà, anh ấy thì trình bày trước, em cũng hoàn toàn có quyền nói rằng là con cũng biết là bố mẹ có thể không hài lòng, thật ra không biết là cái duyên cái nợ cái số cái má gì, nhưng mà con thật sự cũng chả phải là xấu xí gì mà cũng không phải là không có bạn trai, nhưng mà khi gặp cái anh này tự nhiên là hai đứa này cứ thương yêu nhau và anh cũng quyết tâm đấy, thì hôm nay thì con cũng mong muốn rằng là bố mẹ tao đi chuyện vun vén vân vân. Mình không phải đóng vai cô gái ngồi đi mà cắm móng tay với lại giết sáo bà mẹ chồng tương lai nữa nhá. Mình mau mỏ lên, mình nhanh nhẹn lên, mình chủ động lên, hạnh phúc không ai mang đến cho mình đâu. Vâng, em vâng. Ừ. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình Cửa sổ tình yêu, cũng xin gửi lời chúc bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và trong công việc, trong sự nghiệp. Cảm ơn chuyên gia Sơn Nhất Linh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Cạn. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Anh chào chị ạ. Vâng ạ. Thì em có một câu hỏi về sức khỏe, muốn được các bác sĩ của chương trình tư vấn cho em ạ. Vâng, chúng tôi sẵn sàng nghe đây ạ. Bạn nói đi. Dạ, thì em cảm thấy tâm đạo của em ấy, thì nó có cảm giác là khó chịu và ngứa. Vâng. Thế mà em cũng đã đi khám bác sĩ, thế nhưng mà thì là bác sĩ cũng cho đi làm các xét nghiệm, đi xét nghiệm tế hư. Vâng. Thế mà kết quả là nếu không có vấn đề gì cả chị ạ, không phải làm sao cả. Thế nhưng bác sĩ vẫn kê thuốc cho em uống, nhưng mà em uống thì được khoảng một thời gian thì hết cảm giác khó chịu, nhưng mà được khoảng 3-4 tháng sau thì lại cảm thấy khó chịu, cảm thấy ngứa. Vâng. Còn khí hư thì em thấy nó vẫn khí hư ra thì vẫn có màu vàng hoặc là màu đục ấy. Vâng. Thì em không biết là nguyên nhân là như thế nào. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thứ Hải của chương trình chúng tôi sẽ giải thích cho bạn như nhanh. Xin mời bác sĩ. Chào bạn. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi bạn? Em 25 chưa. Tôi xin lỗi là bạn đã có gia đình chưa? Dạ em chưa. Đã có quan hệ tình dục bao giờ chưa? Mà cũng chưa chưa. Thế hả? Đợt điều trị này rất là dài này. Thế và vì bạn lại chưa có gia đình, chưa có quan hệ tình dục, cho nên là cái việc thăm khám cho bạn nó cũng không được đầy đủ như là người ta đã có quan hệ tình dục rồi. Tức là đối với những người mà đã có quan hệ tình dục rồi thì khám nó dễ hơn bạn ạ. Thì ta sẽ đặt mỏ vịt này, kể cả cái phương pháp đặt thuốc, tức là điều trị cho những người đã có quan hệ tình dục rồi thì nó dễ hơn là điều trị cho những cái người chưa có quan hệ tình dục bao giờ. Bởi vì cái mà chúng tôi rất cần để giữ cho bạn đấy chính là không ảnh hưởng tới cái màng sinh của bạn. Đấy. Vì cái điều đấy cho nên là cái việc điều trị cho bạn nó khó hơn là những người bình thường mà đã có quan hệ tình dục. Nhá. Thế và bạn điều trị đợt này như thế là quá dài, quá nhiều lần, mà bệnh mà cứ tình trạng như thế này thì nó sẽ trở thành mãn tính, hay nói cách khác là nó sẽ dẫn tới viêm cổ tử cung nội tuyến. Khi mà viêm cổ tử cung nội tuyến thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe sinh sản của bạn. Dạ. Thế thì theo tôi thì thế này, có lẽ là phải đi đến một chỗ nó ổn định thôi, để người ta theo dõi cho mình từ đầu đến cuối. Nếu có điều kiện thì phải điều trị trực tiếp ở đấy luôn. Ví dụ ở đấy người ta sẽ đặt thuốc cho bạn, nhớ. Người ta sẽ cái đặt thuốc ý, là ít nhất phải 7 đến 10 ngày. Và ngày nào bạn cũng phải đến cơ sở y tế để người ta sẽ phải tự đặt thuốc cho bạn. Vì khi đặt thuốc người ta còn phải bơm cái nước muối gì vào đấy cho nó kéo hết các tế bào tử nấm, kéo hết các cái sát vi khuẩn ở bên trong ra, rồi người ta mới đặt thuốc. Còn nếu như bạn về nhà bạn dùng ngón tay bạn tự đặt thì nó sẽ bị đẩy hết thuốc ra ngoài. Cái cổ tử cung của mình nó co bóp nó đẩy thuốc ra ngoài. Bây giờ cái này là phải bố trí thời gian để đi điều trị cho nó triệt để đi, chứ không năm nay em 25 tuổi mà em cứ đi lại lại nhiều như thế thì sau này nó thành mãn tính, nó sẽ rất không tốt cho em nhá. Vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thùy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Hello, xin chào thính giả gọi điện từ Phú Thọ ạ.
Chào chị ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Bạn có thể trình bày thêm. Tôi thì có gia đình nhưng mà không ở được với nhau. Lúc khi bọn em chia tay rồi đấy, giờ em có gặp một anh bạn, anh ấy là người nhà nước mà em cũng có con với nhau rồi. Nhưng thật ra thì 4 năm nay từ lúc em có trở đến giờ để nơi con mà mình thì cũng chẳng nói gì, thì các em mọi chuyện thì em chỉ học khỏe không trả cái gì em hỏi đến con cái em như vậy. Em muốn hỏi chương trình cho em một lời khuyên là nên nói thẳng với anh như thế nào, hay là không thì mình chắc con lại không bao giờ liên lạc nữa cho nên là thế là người chồng đầu tiên thì hai bạn có con không ạ? Với người chồng đầu tiên thì hai bạn không có con, còn với anh bạn trai sau thì bạn có con, tuy nhiên là bây giờ hai người cũng không chung sống với nhau đúng không ạ? Chuyên gia tâm học Đinh Đoàn của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và chia sẻ với bạn. Xin mời anh. Cảm ơn anh, được thấy người cũng thương là khỏe mạnh nhé. Chồng thì cái đấy là quan trọng nhất đấy. Thì mẹ mà có làm lương cao hay có nhiều tiền rồi cái nay con đi viện nọ mai viện kia thì con ăn được cái này chỉ có ho chỉ mỗi một năm thì được, may ra chỉ một lần, chứ còn không thì được cái là ở nhà với mẹ đi làm thì cũng bay cho mẹ đi, cũng chả bao giờ cần đến mẹ nói chuyện, cũng không nói chuyện đến mẹ, không cần đến luôn. Trộm vía trời sinh trời dưỡng không vấn đề gì. Cháu ở nhà với ai, mẹ đi làm thì cháu ở nhà với ai? Em phải thuê người ạ. Thế hả? Có vất vả lắm không? Có tốn không? Rất anh ạ. Vậy là mẹ em thì bị ốm, chả trông được cháu là phải thuê, nhưng mà em cũng tìm thuê người nhà chứ em không dám thuê người ngoại vì con nó hiếm hoi nên là được đứa cháu nó cũng khó khăn. Nó khó khăn xong rồi trông nó khó khỉnh ngộ nhỡ thì chuyện nó không kìa. Đấy, tụi em cảnh giác thế rất là tốt. Thôi, cái khó khăn nhất là trong cái giai đoạn mình mang thai một mình sinh con một mình, thậm chí kinh tế cũng tự lo một mình rồi, thậm chí anh tin rằng em cũng đã bị chịu những cái áp lực về mặt tâm lý tinh thần nữa, cũng có lời ong tiếng ve, cũng có lời này lời khác, không phải ai cũng cảm thông đúng không? Vâng. Cái đấy qua được rồi sẽ là xong. Bây giờ quan trọng điều gì, em cũng phải hiểu rằng cái anh bạn mà đang làm công chức nhà nước ấy, mà cứ thỉnh thoảng gọi điện chỉ hỏi khỏe không, tiền cũng chẳng giúp được và cũng không quan tâm. Không bao giờ anh ấy gọi em, chỉ có em gọi điện ăn hỏi thôi. Chứ còn chẳng bao giờ em gọi, nhiều lúc nghĩ đến con thì cái tình cảm nó lại phải nghĩ đến thì lại gọi điện hỏi. Nhưng mà bạn bè anh thì cũng có người nói tuyệt đắc mình thế này thì kia, nhưng nói chung là em cũng cố gắng kiềm chế không để khó cho anh ấy khỏi mất cái hạnh phúc gia đình, không khó cho anh ấy ảnh hưởng đến công tác. Quan trọng nhất là cái công tác của anh ấy em cũng rất kiềm chế, nhưng mà nó nhiều khi bạn bè anh ấy nói nhiều cái áp lực, nhiều cái áp lực thích giác mình quá, nhưng mà người ngoài không hiểu được chuyện bằng mình cứ xác định tinh thần là anh ấy là bố của con em. Nhưng mà không thể là chồng mình. Thôi thì chuyện cái qua rồi. Bây giờ nếu mình làm không khéo mình khơi gợi lại, anh còn có gia đình riêng đúng không? Vâng. Nó chẳng may trước đây người ta biết, người ta lờ đi, hoặc là người ta anh ấy về anh ngoan ngoãn thú tội với bà vợ, bà vợ cũng cho qua, và anh ấy đã chót hứa với bà vợ rằng là anh thề anh hứa anh đảm bảo là không có liên lạc gì với mẹ con nhà nó nữa, và vân vân, để yên cho mẹ con mình sống tử tế. Bây giờ đôi lúc tất nhiên thì người mẹ nào cũng thương, là mong muốn là cũng chẳng đòi tiền của ông, thỉnh thoảng ông qua lại ông thăm mình cu một tí, đẹp như tranh vẽ thế này mà nó cứ bị thiệt thòi tình cảm thì cũng xót. Nhưng mà em phải thấy rằng là nếu như cái sự đi lại ấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ con mình, ảnh hưởng đến nhà kia, rồi bắt đầu một đồn trăm trăm đồn mười đến tai nhà người ta, xong người ta kéo nhau đến đánh ghen quấy giày mẹ con mình, thì lúc ấy còn khổ hơn rất nhiều. Chắc bản thân anh ấy lại còn có những cái câu thách thức em nên em tức. Anh bảo ta? Anh bảo là ý là anh tốt thì có thể mang được gì, nhưng mà nghĩ là lúc nó tức chưa quá không. Và anh ấy cũng không, giống như anh không động viên cho em để mà vì anh lại còn thách thức em những cái câu nói, mà trong khi đó là thực tế là con anh ấy
Em nhiều lúc em nghĩ em một là mai con về cơ quan, hai là em làm gì đấy mà nghĩ. Thôi thôi đừng, trước hết này con không biết làm gì. Ít nhất xác định này, con này là con của mình, con riêng của mình, con không có gì. Em cũng nghĩ như thế này. Em chỉ nhớ rằng là đừng có nghĩ rằng đấy là con của anh ấy, là mình tức là mình văng vật nó để dùng nó để làm cái phương tiện này hay công cụ kia, cái đấy vô cùng dại dột. Nếu như người bố mà người ta có tâm thì rồi sớm muộn người ta cũng tìm cách, người ta lúc này chưa phải là lúc chẳng hạn, biết đâu anh ấy bây giờ sợ ảnh hưởng đến công tác, mấy bữa nữa anh về hưu, ngày hôm trước cần sổ hưu, ngày hôm sau đến đón mẹ con mình về, đúng không? Anh cũng chẳng mong được như thế, nhưng có phải là hoặc là anh ấy dám công khai, đừng có thách thức em, chỉ em không thể chịu được nữa, chỉ nhiều em nghĩ 4 năm nay mới có phải em rồi đó. Thôi, mình đừng để cho người ta làm tổn thương mình hơn lên, coi như thế này, xác định là tôi không cần anh bất cứ một điều gì nữa. Cái việc mà chúng ta có con với nhau đấy là thôi thì nó là cái quá khứ rồi. Và nó là con của em tự làm tự nuôi được. Và lúc mà khó khăn nhất em một mình bụng mang dạ chửa em nuôi được con, bây giờ em không cần thế nào nữa. Thế và mình cũng chào gì thì gọi điện cho nó là anh ơi anh khỏe không, sao thỉnh thoảng anh không ra thăm mẹ con em. Vững vàng lên, anh tin là em được. Thế còn thì chả cần bố nó mà ở nơi công tác hay là trong quãng đường trong cuộc sống có những người bạn kể cả phụ nữ kể cả đàn ông, người ta giao lưu với mình mà chân thành chân thực, mình cũng cởi bỏ lòng mình, cũng chẳng phải là âm mưu mục đích là tranh giành cái gì, lợi dụng cái gì ai, nhưng mà một chỗ nương tựa tinh thần để mình đôi khi mình cô đơn thì mình hay nghĩ linh tinh. Thế thì có những người bạn như thế thì mình tâm sự chia sẻ nhá. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cửa sổ tình yêu cũng xin chúc bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn chuyên gia Tâm Ngọc Linh Đoàn ạ. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nội ạ. Vâng, em có chị ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, chị ơi, cho em hỏi là về vấn đề sức khỏe sinh sản đây ạ. Năm nay em 21 tuổi rồi, nhưng mà cái nguyệt là thường là có 2 tháng một lần, mà mỗi lần thì rất là đau ấy. Em hỏi là như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không ạ? Vâng, hiện là 21 tuổi và 2 tháng có kinh một lần. Mỗi lần có thì rất là đau bụng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho bạn. Xin mời bác sĩ. Vâng. Bạn có hành kinh từ bao giờ vậy bạn? Em có từ năm lớp 7 ạ. À, tức là nó cũng phải khoảng độ 5-6 năm nay rồi dạ? Vâng ạ. Thế lần nào nó cũng thế à? Trước đây nó có thế không? Thường là như thế, lần trước thì cũng bình thường, nhưng mà nói chung là cháu là thường cũng hay như thế ạ. Thế đau lần nhiều không? Có cả lúc là 1 tháng, mà bây giờ thì dạo này cháu thấy thường là 2 tháng ấy. Nhưng mà nó đau nhiều không? Đau dữ dội, đau đến mức độ bạn phải dùng thuốc giảm đau không? Có một lần cháu dùng thuốc rồi, nhưng mà cháu không muốn lạm dụng hết, nên là cháu cứ cố. Đúng rồi. Mỗi lần có khi cháu đau kể cả thấy nó mát xa, nhưng mà cháu vẫn cứ cố gắng ấy. Nó chỉ tầm được khoảng 3-4 tiếng rất là đau, mà chỉ khoảng có lúc rơi cổ ấy. Rơi cổ cho bác sĩ ạ. Đúng rồi. Em ở Hà Nội rất là tiện, em đi kiểm tra đi, đặc biệt là cái lúc mà gần đến chu kỳ kinh nguyệt ấy. Thông thường thì khi mà chuẩn bị vào chu kỳ kinh nguyệt thì thường mình rất đau bụng, có thể ngực hơi căng một chút. Cái thời điểm đấy em nên đi kiểm tra. Em kiểm tra xem là, bởi vì tôi chỉ quan ngại nhất một điều đó là có thể em bị lạc niệu mạc tử cung. Những người mà bị lạc niệu mạc tử cung ấy, thì nó rất là đau bụng, và các cơn đau này nó liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt. Tức là cái niêm mạc tử cung ấy, bình thường nó sẽ nằm ở trong cái tử cung. Thế và đến chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng nó sẽ bong ra. Thế nhưng có một số người thì nó bị lạc nội mạc tử cung, tức là cái nội mạc tử cung nó không chỉ nằm ở trong niêm mạc tử cung mà nó lại nằm ở cơ quan khác. Có người thì nó lại ký sinh vào một cái phủ tạng khác. Có người thì nó nằm ngay ở trong cơ của cái tử cung. Có người thì nó lại nằm ở chỗ tầng sinh môn, ví dụ như vậy. Và mỗi một lần như thế thì nó sẽ rất là đau. Đau lắm. Nó ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Và bây giờ thì cái chu kỳ kinh nguyệt của bạn thì có vẻ nó lại kéo dài hơn là tới 60 ngày. Tốt nhất là em ở Hà Nội, em có nhiều điều kiện lắm. Em đến bệnh viện phụ sản Hà Nội. Vâng, bác sĩ cho cháu nhắc lời chỉ là được trước. Trước khi 2 năm này cháu cũng nói đến bệnh viện phụ sản Hà Nội khám rồi ấy. Thì họ bảo mình là mình bị viêm ấy bác sĩ. Thế là cháu cũng mua thuốc uống vậy. Bị viêm thì nó ít khi gây đau như vậy. Bởi vì cái đau mà nó liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt. Và hiện nay chu kỳ kinh nguyệt của bạn nó lại kéo dài hơn so với trước.
thì bạn nên đi kiểm tra đi, và như tôi dặn đi, tức là đúng gần chu kỳ kinh nguyệt thì bạn đi kiểm tra. Xem nó có bị như vậy không, bởi vì một số trường hợp mà giả sử cái nội mạc tử cung đấy nó lại lạc vào một cái phủ tạng, hay là mà cần phải can thiệp ngoại khoa chẳng hạn, hoặc là nó vào những cái vị trí nó không thuận lợi cho mình, thì có khi phải mổ đấy. Bác sĩ cho em hỏi nhưng mà như thế thật thì có chữa và có khả năng để sau này sinh con dễ không ạ? Nó có những trường hợp nó tùy vị trí cho tôi đó, nó tùy cái tạng mà nó ký sinh. Cho nên là có những trường hợp thì những ít điều trị ngoại khoa, thường là người ta sẽ cố gắng điều trị nội khoa, người ta bảo tồn cho bạn để mà không phải xử lý gì là tốt nhất. Đấy, chứ còn trong trường hợp mà cần thiết thì vẫn phải can thiệp ngoại khoa, tức là phải mổ để bóc hết cái khối đấy đi. Chứ hoàn toàn phụ thuộc vào cái tình trạng bệnh của bạn, và đặc biệt là phụ thuộc vào cái chỗ mà nó lạc nội mạc tử cung đấy. Bác sĩ cho mời hết được không ạ, là có khi nào người bình thường cũng đều có triệu chứng như thế không? Tại vì là như kiểu là truyền thống là nhà em, các chị em thì đều có thể là chậm hơn chỗ hoặc là hai tháng hả? Người bình thường tức là cái chu kỳ kinh nguyệt mà kéo dài 45 ngày, 60 ngày thì nó cũng không phải là liên quan nhiều tới cái lạc nội mạc tử cung đâu. Tức là có những người lạc nội mạc tử cung như chu kỳ kinh nguyệt người ta cực kỳ đều, rất đều, nhưng nó đau, cái triệu chứng điển hình nhất là nó đau, và nó đau đến mức độ người ta phải đi bộ, người ta phải dùng thuốc giảm đau. Còn ngược lại thì lại có rất nhiều người là có chu kỳ kinh nguyệt dài như của bạn, nhưng không phải là lạc nội mạc tử cung. Chính vì thế mà tôi mới nói là bạn có điều kiện thì bạn đi kiểm tra cho nó yên tâm. Nhưng mà nếu như mà nó đau ở mức độ mà bạn chịu được, khi đến gọi là kinh nguyệt 60 ngày thì cũng không, chưa phải là quan ngại lắm. Nhưng mà khi đau thì thường là nó hay đi đeo cổ và chưa chảy nữa. Đúng rồi đấy. Một số người cũng có cái biểu hiện như của bạn. Nó liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, nó do thay đổi cái nội tiết ở bên trong nó gây ra hiện tượng đấy thôi. Cứ đi loại trừ cho nó yên tâm nhé. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Alo, xin chào thính giả từ Thái Bình. Vâng. Xin chào bạn. Alo, em có thai hiện khoa được 19 tuần, 9 tuần 5 ngày rồi ạ. Vâng. Thì hôm thứ hai tuần trước thì em đi khám tư. Thì cái đấy trước mà em đấy thì cũng bị ngứa tầm 3 ngày rồi. Vâng. Thì hôm thứ hai tuần trước tôi đi khám tư thì siêu âm ấy. Vâng. Em khám tư luôn thì bác sĩ có bảo là em bị sởi màu gà. Vâng. Tháng 10 năm 14 ấy thì em có đi khám phụ sản Hà Nội ấy. Thì đợt đấy có bị viêm nội tuyến, vâng, nội 1 cm. Đợt đấy cũng cho thuốc về bôi với cả rửa, uống thuốc đặt, nhưng mà rồi em sau thì em không khám lại nữa. Vâng. Em hỏi bác sĩ chương trình là cái bệnh sugar gà này có ảnh hưởng với con không? Với lại nếu mà khi mà sinh nở hay thì nếu mà sinh thường hay sinh mổ thì nó an toàn hơn ạ? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 26 ạ. Đây là con đầu của bạn à? Vâng. Và thai thì là đang được 17 tuần à? Bây giờ thì được 20 tuần rồi. À thế à? Và cũng đi khám thai thường xuyên, siêu âm, vâng, cũng như là khám thai thường xuyên, và bác sĩ kết luận là bạn bị sùi màu gà. Sao bạn không hỏi bác sĩ luôn là cái bệnh này nó có ảnh hưởng gì đến em bé hay không? Bạn có hỏi không? Em sẽ ngứa thì mới đi siêu âm thì khám luôn. Thì bây giờ và hiện tại thì chưa có gì, tại vì là đông quá là em không thể hỏi kỹ được con ấy. Vâng. Thì em cũng lo lắng trên mạng rất nhiều thông tin là ảnh hưởng không ảnh hưởng, nói chung là khó lâu dài, em cũng lo, em muốn hỏi tư vấn cho sinh là có rõ hơn ạ. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trả lời câu hỏi này cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Chị ạ. Em khỏe không? Em bình thường mà. Thế hả? Thai phát triển tốt hả em? Vâng. Em nó có cái biểu hiện gì khác ở cơ quan sinh dục không? Em trước đấy em bị ngứa 3 ngày đi khám thì bác sĩ có bôi thuốc. Thì sau thì về thì em thấy bình thường, bên trong em sờ thì nó có sần sần được ạ. Mà bên trong âm đạo đó. Thực ra thì nếu đúng là sùi màu gà thì nó là bệnh lây truyền qua đường tình dục và phải điều trị. Bởi vì nếu không điều trị thì nó sẽ ảnh hưởng đến con của em.
cái nếu mà thực sự là sùi màu gà ấy, thì cái virus đấy nó có thể là nó sẽ lây qua cái đường cơ quan sinh dục của em ấy, và nó có thể ngược lên trên và nó làm ảnh hưởng tới em bé. Tuy nhiên thì cái khả năng lây cao nhất chính là sẽ lây khi mà em chuyển dạ, em đẻ ấy. Đấy, với lại nếu như hiện tại bây giờ mà em không điều trị gì thì cái sùi màu gà đấy nó sẽ ngày càng tiến triển và nó sẽ xâm lấn vào cái cổ tử cung hoặc là cái âm đạo của em. Vì vậy trong trường hợp của em thì như thế này, em nên đến bệnh viện Gia Liễu ở Thái Bình ý. Tốt nhất là em cần phải đến bệnh viện chuyên về bệnh viện Gia Liễu ý. Thì ở đó người ta sẽ kiểm tra cho em kỹ hơn và lúc đó mới chẩn đoán được chính xác là em có phải bị bệnh sùi màu gà hay không. Và tùy theo cái vị trí của cái sùi đấy, tùy theo cái tình trạng bệnh thì bác sĩ sẽ tư vấn cho em. Về cái điều trị của nó thì cũng khá là dài và phải tuân thủ đúng cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Em có thể được dùng phương pháp đốt điện để cho cái sùi đấy nó sẽ đỡ, kết hợp với thuốc uống rồi là thuốc bôi. Nhìn chung là cần rất cần phải được điều trị. Cái thứ hai nữa là đến cái lúc em sinh ý, em đang lo là không biết bây giờ mình nên sinh mổ hay là sinh thường, đúng không? Vâng. Thì thường là nó ở cơ quan sinh dục thì khi mà mình chuyển dạ thì nó sẽ em bé nó sẽ đi qua cái đường âm đạo đấy. Nếu lúc đó vẫn còn bệnh sùi màu gà thì khả năng lây bệnh cho em bé là rất cao. Việc mình quyết định sinh như thế nào đấy thì phải do bác sĩ chuyên về sản phụ khoa, người ta kết hợp với cái bác sĩ bên Gia Liễu để đánh giá tình trạng của em cái lúc mà em chuyển dạ, sẽ có quyết định là để cho em đẻ thường hay là để cho em sinh đường mổ nhá. Một vấn đề nữa tôi cần phải nói với em, như tôi nói lúc đầu rồi, nó là bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vì thế phải nói với chồng em cũng phải đi kiểm tra, và đặc biệt là trong quá trình thăm khám rồi là kiểm tra rồi điều trị thì tuyệt đối không quan hệ tình dục với chồng. Vì em là phụ nữ có thai thì đối với em các cái phương pháp điều trị phải rất cân nhắc. Chưa kể là thuốc sử dụng cho em cũng phải rất thận trọng và phải có sự theo dõi của cả bác sĩ chuyên về sản phụ khoa cũng như là bác sĩ về chuyên khoa Gia Liễu. Đấy, chính vì thế mà cả hai vợ chồng đều phải đi khám. Tôi chưa biết là cái này nó lây ở đâu ra, thế nhưng mà vì nó lây qua đường quan hệ tình dục cho nên là cả hai người đều phải đi nhá. Thế và sẽ tư vấn kỹ hơn ở khi mà bác sĩ người ta khám cho em. Từ lần này đến lúc em sinh ý thì là khả năng là từng thuốc thì nó gọi nhiều mà. Nó tùy thuộc vào mức độ bệnh của em. Có những trường hợp thì chính vì thế tôi mới phải nói là em phải đến đúng bệnh viện chuyên về chuyên khoa thì người ta sẽ cân nhắc cho em, bởi vì em là phụ nữ có thai nhá. Ừ, em hãy cứ đến đấy đi, sau đó thì sẽ thông báo với bác sĩ về cái tình trạng thai nghén của mình. Bác sĩ người ta sẽ lựa chọn và tìm cho em những cái phương pháp mà nó phù hợp với em nhất. Bởi vì trong nhiều cái hại cũng phải chọn lấy một cái đỡ ít hại hơn. Nếu em không điều trị, em lo ngại mà em sợ em không điều trị thì bệnh nó sẽ tiến triển nặng hơn và nó sẽ ảnh hưởng tới em bé như tôi nói lúc đầu ở trên nhá. Vâng, bạn đã nghe rõ gì chứ? Xin chào bạn nhé, chúc bạn có sức khỏe thật tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo, xin chào một bạn trẻ gọi đến từ Hòa Bình. Vâng, chào anh ạ. Vâng, chào bạn. Bạn trình bày câu hỏi của mình đi. Vâng ạ. Em có câu hỏi là tức là mình muốn hay làm quen với bạn gái ấy, con gái ấy, nhưng mà tức là mình thì cũng nhiều tuổi rồi, cho nên là con gái nó cũng không hay thích mình mấy, mà mình xong là mình muốn làm quen ấy, thì mình nói cái chuyện nó hơi kiểu là cũng bình thường thôi, nhưng mà không biết người ta cứ không muốn gặp mình thế nào. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi mà kêu là nhiều? Mình sinh năm 86 ạ. 86 chứ làm sao mà nhiều, mới có 29 tuổi mà chị đã có vẻ như là tự ti về cái tuổi tác của mình thế. từ trước đến nay đã yêu cô gái nào chưa? Cũng một lần rồi, nhưng mà lần này thì mình tức là mình muốn gặp người ta cứ không muốn gặp ấy. Không biết người ta từ chối mình hay thế nào, hay là khó nói chuyện lắm. Cái người ta ấy là một cô gái hay là nhiều cô gái khác nhau?
người ta là một cô nào đấy à mà bạn đang thích à? Đúng rồi ạ. À, cô ý là như thế nào đấy? Quen cũng đầu tiên thì cũng quen trên Facebook thôi, nhưng mà mình gặp nó cũng ở gần làng thôi mà. À thế à. Cô ấy thì bao nhiêu tuổi rồi? 92 gì đấy ạ. À 92, tức là kém bạn 6 tuổi đúng không? Ờ, và có vẻ như là sau khi gặp gỡ rồi thì cô gái không ưng lắm đúng không? Đâm ra là cảm thấy là như là hơi nhãng ra, khiến bạn rất là phiền lòng đúng không? Vâng. Ừ. Rồi, chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Ừ, chị chào em. Vâng ạ. Ừ. Em ơi, thế ngoài cái cô gái mà em có vẻ ưng ưng này này, thì em có gặp gỡ, có điều kiện để quen biết các cô gái khác không? Cũng có hai, tất cả là hình như là mình bây giờ cũng có đầy rồi, nhưng mà mình chỉ muốn nói chuyện với tất cả, với chủ yếu là chỉ muốn với cái cô này thôi đúng với không, với một cô thôi ạ. Đấy, nhiều khi là có nhiều đối tượng chứ không phải là ít. Thế nhưng mà bởi vì mình rất là ưng ý một cái người nào đó rồi, và mình mong là làm sao có được cái tình cảm đối với người này. Tuy nhiên em ạ, cái tình yêu ấy, quan hệ nam nữ này nó mang tính song phương, tức là nó là từ hai phía, nó tiến lại với nhau. Thì đầu tiên nó cũng phải bắt nguồn từ cái ấn tượng tốt về nhau và có cảm tình, tức là muốn trò chuyện với nhau ấy. Thế nhưng mà đây thì dường như là em muốn trò chuyện mà người ta lại không muốn trò chuyện, có đúng không? Tức là thế này, đầu tiên thì mình gặp rồi, gặp một lần rồi, nhưng mà sau lần sau mình muốn gặp thì người đấy bảo là không gặp nhiều làm gì, có phải người yêu đâu mà gặp nhiều. Đó, tức là thế này, cũng có thể là do tình cờ mà mình và người ta biết nhau, đúng không? Thế sau đó thì mình có hẹn gặp và người ta cũng nhất trí. Tuy nhiên sau một cái lần gặp nó có vẻ riêng tư một chút như thế, có điều kiện để hiểu về nhau hơn, thì có thể cô gái cảm thấy là giữa mình và cô ta không hợp nhau lắm em ạ. Đó, thì cô ta có vẻ như là muốn lùi lại, không muốn tiến lên. Trong khi em thì em lại rất là ưng ý cô gái này và em muốn là có nhiều cái cuộc gặp gỡ hơn. Thế thì chị nghĩ là như thế này, nếu như cô ta không muốn gặp riêng nhiều có lẽ mình cũng không nên nài ép, nhưng mà nếu có những cái điều kiện mà ở trong những cái gặp gỡ chung ấy thì mình vẫn có thể tiếp cận được với cô cơ mà, đúng không nhá? Đấy, thì mình cứ có cơ hội thì mình cứ tiếp cận này. Có thể thông qua những cái lần ấy thì cô ấy sẽ hiểu mình hơn. Và thêm nữa, em cũng nên hình dung rằng là trong cái chuyện này thì không phải chỉ có ý thích của một mình, cái mong muốn của một mình mà nó thành được một mối quan hệ nào cả, mà nó phải là từ cả hai phía. Thì có thể là em thì rất là hướng đến cô này, nhưng lại có những cái cô gái khác người ta đương hướng đến em đấy, em ạ. Cho nên là mình phải hình dung như vậy để mà mình không hoàn toàn là chỉ ngả theo một cái hình bóng nào cả. Thế nhưng chị nghĩ là tất nhiên trong trường hợp này cũng không nên nản chí vội. Cô ta không đồng ý gặp hoặc là gặp quá nhiều thì mình có thể giãn cái thời gian ra. Lâu lâu thì mình hãng đề nghị gặp, hoặc là trong những cái lần mà có cơ hội để mà tiếp xúc trong một cái đám đông bạn bè thì mình cũng nên tiếp xúc để thông qua đó cô hiểu mình hơn em nhé. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Hy vọng là tình yêu đẹp sẽ đến với bạn nhé. Thưa quý vị thính giả, thưa các chuyên gia, có thể thấy rằng là tình yêu của các bạn trẻ bây giờ nó khác ngày xưa nhiều lắm. Bởi vì ngày xưa thì có khi là chỉ gặp gỡ quen nhau qua đài, rồi là gửi thư qua đường bưu điện. Nhưng bây giờ thì có thể kết bạn qua Facebook đúng không ạ? Mỗi người cũng có thể tự lập một cái trang mạng xã hội của mình và thông qua đó để kết bạn, và nhiều mối tình cũng nảy nở từ những cái trang mạng như thế. Cái điều đó có phải là tốt đẹp không? Có tiện lợi quá hay không ạ? Thưa chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Vâng, thực sự là chúng ta thấy với một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay đấy, thì có rất nhiều kênh để mà chúng ta có thể làm quen được với nhau, và trong đó có Facebook như là anh Thành Văn nói. Thì chúng tôi nghĩ là điều đấy nó tạo điều kiện để cho người ta có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn. Vâng. Và như thế thì rất là tốt. Tuy nhiên thì anh có hỏi là liệu như thế nó có bị dễ quá không, đúng không? Vâng. Thì tôi nghĩ là
nếu cái gì thuận tiện cho con người là tốt, nhưng mà cái mối quan hệ bạn bè và đặc biệt là mối quan hệ nam nữ, tình yêu nam nữ thì nó đòi hỏi một cái sự cẩn trọng, một cái sự hiểu biết về nhau nhiều hơn. Cho nên nếu như các cái phương tiện thông tin mà trong đó có Facebook, cái kênh này, nó giúp người ta kết nối để có thể làm quen với nhau thì nó chỉ là được xem như là bước đầu thôi. Vâng. Còn để mà có thể đi đến một cái mối quan hệ nào đó thì phải giao tiếp trực tiếp, đúng không ạ? Và không có người tình yêu nào mà tình yêu chỉ có qua mạng thôi, khi mà hai người không hề gặp gỡ, không hề giao lưu, không hề trò chuyện với nhau, đúng không ạ? Hiện tại thì có rất là nhiều bạn trẻ mượn cái trang mạng xã hội để bày tỏ cái cảm xúc của mình. Nhưng mà bên cạnh cái mặt tích cực đó thì cũng xuất hiện không ít những cái dòng trạng thái khiến người đọc cảm thấy nó có điều gì bất thường trong cái suy nghĩ, trong cái hành vi của các bạn trẻ. Thậm chí là có thể bất mãn hoặc có thể cãi nhau, mắng nhau, nhiếc móc nhau ở trên mạng. Chị có ý kiến gì về cái xu hướng đó của các bạn trẻ hiện nay? Tôi nghĩ là như này, một cái lời mà người ta nói ra, tôi có lẽ là hơi cổ một chút khi mà dẫn ra cái câu là lời nói chẳng mất tiền mua đấy, lời mà nói cho vừa lòng nhau, bởi vì cái lời nói ra thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến những cái người mà người ta nghe, hoặc là trong cái Facebook, tức là cái ngôn ngữ viết của mình đấy, thì có rất là nhiều người sẽ đọc. Thế và nếu như mà mình bày tỏ những cái trạng thái cảm xúc của mình với một cái văn phong mà nó thoải mái quá, nó khiến cho cái người đọc cảm thấy nó bất ổn, hay nói cách khác là nó phản cảm ấy, thì theo tôi là không nên. Bởi vì Facebook là một cái nơi mà để người ta có thể chia sẻ những cái thông tin, và kèm theo những cái thông tin ấy thì nó có thể là có những cái trạng thái cảm xúc. Nhưng mà không thiếu gì cái cách mà để chúng ta bày tỏ cái trạng thái cảm xúc của chúng ta, làm sao để người đọc khi mà đọc thì cảm thấy là nó đem lại những cái cảm xúc dễ chịu cho người ta, nó cảm thấy nó thuận mắt, chứ nó không phải là gây ra những cái cảm xúc mà nó âm tính ý. Đằng sau những cái mặt tích cực của Facebook thì có thể thấy rằng một số những bạn trẻ, đặc biệt là những bạn gái mới lớn ý, thì làm quen rất nhiều ở trên trang mạng xã hội như vậy, và thực tế thì cũng đã có những cái sự việc đau lòng xảy ra. Chị Hải, chị có muốn cảnh báo điều gì đối với các bậc phụ huynh cũng như là các cô gái trẻ hay không ạ? Tôi cũng có Facebook. Vâng, và tôi cũng thỉnh thoảng tôi cũng hay vào những cái trang Facebook đấy, và thực sự thì đôi khi tôi cũng có tìm kiếm được những thông tin rất là thích. Dạ. Ví dụ như là chị Mưu cũng có Facebook, anh Văn cũng có Facebook, và chia sẻ rất nhiều những cái thông tin mà nếu như không có nó thì hầu như tôi sẽ không biết được. Vâng. Cái đấy là cái rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng cái điều đấy, đặc biệt là đưa lên những cái thông tin về cá nhân thì rất là nguy hiểm. Vâng. Đã có những bài báo cảnh tỉnh về việc đưa rất nhiều thông tin cá nhân, nhất là của trẻ con, và dẫn đến cái tình trạng là trẻ con bị bắt cóc hoặc là bị lạm dụng. Vâng. Với những bạn lớn hơn thì lại coi Facebook như là một cái nơi để mình khoe một số thứ. Vâng. Mà mình không có cơ hội để khoe. Đó thực sự là con dao hai lưỡi. Mình trong rất nhiều những cái phản hồi của khán giả, có những phản hồi làm cho các bạn ấy tưởng rằng đấy là sự thật. Có những cái người ta khen thì các bạn ấy nghĩ rằng người ta khen thật, và người ta cho rằng cái hành vi khoe cơ thể hoặc là đưa lên một số dòng trạng thái như là anh Văn và chị Mùi vừa đưa ra. Nhưng cũng ngược lại, có những cái dòng người ta phản hồi những cái ý kiến rất là khiếm nhã. Vâng. Và có những cái bình luận mà tôi cho rằng một người tử tế khi đọc những cái bình luận đó sẽ cảm thấy rất bất ổn và thấy nó không tốt một chút nào. Vâng. Vậy thì chúng ta sử dụng cái Facebook này nó như là một cái nơi để mình chia sẻ thông tin, hoặc là để tùy theo mục đích của mỗi người. Nhưng nếu như sử dụng nó vào những cái mục đích khác, hoặc là thì tôi nghĩ là nó sẽ có hại chứ không phải là có lợi. Vâng. Và
những người làm cha làm mẹ nếu có điều kiện cũng nên có Facebook để theo dõi. Để theo dõi con mình đúng không? Tôi cũng biết là rất nhiều con khi mà chia sẻ ở trên đấy có những suy nghĩ hoặc có những cái câu từ mà bố mẹ chưa bao giờ được nghe ở trong thực tế. Vâng. Mình cũng một cái kênh để mình tìm hiểu xem con mình như thế nào. Nhưng tất cả chỉ là điều chỉnh thôi ạ. Vâng. Và biết được những cái gì có lợi thì và cái gì có hại để chúng ta tránh thì tôi nghĩ cái đấy sẽ tốt hơn rất nhiều. Qua những cái chia sẻ của chị thì có thể thấy rằng là để hiểu con nhiều hơn thì bây giờ mình cũng phải bắt nhịp với cái cuộc sống hiện đại và nắm bắt những cái công nghệ thông tin cần thiết đúng không ạ? Xin cảm ơn các chuyên gia. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Và bây giờ thì tôi được biết rằng là có một cuộc điện thoại đang đợi đằng sau. Đó là một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lào Cai. Alo, xin chào một bạn trẻ gọi đến từ Lào Cai. Vâng, alo ạ. Vâng, xin chào bạn. Bạn trình bày câu hỏi của mình. Vâng, anh cho em gặp bác sĩ được không ạ? Vì em muốn bác sĩ tư vấn cho em một chút về sức khỏe ạ. À thế à. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ trực tiếp nói chuyện với bạn nhé. Xin mời chị Hải ạ. Vâng, tôi chào bạn, tôi nghe đấy. Dạ vâng. Xin chào chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Chào các chuyên gia ạ. Vâng. Cháu tên là Hương, năm nay cháu 23 tuổi ạ. Và hiện tại thì cháu đang là một giáo viên mầm non ạ. Vâng. Và hôm nay cháu vừa gọi điện đến chương trình ấy thì cháu muốn bác sĩ tư vấn cho cháu. Nghĩa là khoảng 5-6 tháng gần đây thì cháu thấy âm đạo của cháu, dịch âm đạo của cháu tiết ra nó không được bình thường ấy ạ. Nó không được dai, không được trong như được trước ấy ạ. Và trước khi bị như thế thì cháu có bị rất là ngứa, sau đó là rát ấy ạ. Vâng. Thế bạn đã đi khám ở đâu chưa? Dạ, do bảo hiểm có một chút trục trặc nên là cháu cũng chưa có thời gian để đi khám ấy ạ. Thế à? Ừ. Vâng ạ. Thế lâu chưa? Những cái triệu chứng khó chịu đấy nó đến bây giờ là bao nhiêu lâu rồi em? Dạ, chắc khoảng 5-6 tháng gì đấy ạ. Thế à? Vâng. Ừ. Tôi xin lỗi, là em đã có gia đình chưa? Dạ, em chưa ạ. À, chưa có gia đình. Thành ra cũng rất ngại đi khám đúng không? Dạ, vâng. Ừ. Nghe em mô tả thì khả năng mà em bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục là chắc chắn rồi. Với một cái biểu hiện lâm sàng là em có cái triệu chứng ngứa rồi là rát. Thể là khi đi tiểu thì nó hơi sót một chút đúng không ạ? Sót đúng rồi. Thế và đặc biệt là cái khí hư của em ý, em vì em cũng là cô giáo cho nên là em cũng khá là có kiến thức về sức khỏe sinh sản. Em biết cái khí hư của em như thế là không bình thường. Vâng. Cái khí hư của em thì nó có thể gặp trong một số các cái trường hợp nhiễm nấm hoặc là nhiễm trực khuẩn thì nó cũng có thể ra cái khí hư như vậy. Và việc tìm ra cái nguyên nhân mà gây bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục của em rất là quan trọng. Nó không phải chỉ là cái việc điều trị để cho mình hết ngứa với hết rát đâu, mà nó phải điều trị triệt để mà sau này nó sẽ không ảnh hưởng tới cái sức khỏe sinh sản của em. Bởi vì nếu như mình không điều trị gì thì rất dễ bị viêm nhiễm ngược lên ý. Sau đó nó sẽ có thể gây viêm phần phụ, rồi viêm vòi trứng vân vân. Nó sẽ không tốt cho em một chút nào. Cái ngoài cái việc ngứa rát như thế thì những cái nốt rát ấy em thấy sau một thời gian thì nó thâm vào ấy chị. Ừ. Nó thâm đen vào ấy, xong bắt đầu là cái dịch âm đạo nó tiết ra rất là nhiều. Đúng. Nhưng rồi. Mà lúc mà khi mà mình bị đến tháng ấy chị, thì nó lại dịch, cái dịch âm đạo của mình nó lại trong, nó lại dai như cũ ấy. Ừ. Tóm lại là nó không bình thường. Thế cho nên là em phải bố trí thời gian đi khám đi. Cái này cũng không nên quá phụ thuộc vào bảo hiểm. Như các cụ nói là đau đẻ là chờ sáng răng. Mình để thế là lâu quá rồi. Em bố trí thời gian nhân dịp hè hoặc là gì đó em phải đến khám. Và em phải đến bệnh viện chuyên về sản phụ khoa, hoặc là đến trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản ở thành phố em ở cũng được. Thế sau đó thì em đến đấy khám thì bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cho em, làm xét nghiệm cho em và sẽ điều trị cho em. Có điều tôi lưu ý thêm là
khi khám thì phải nói với bác sĩ là em chưa có gia đình hoặc là chưa quan hệ tình dục lần nào. Thì bác sĩ người ta sẽ có cái kiểu khám cho những cái người chưa có quan hệ tình dục lần nào thì nó sẽ không ảnh hưởng đến em. Cái thứ hai nữa là việc tuân thủ cái phác đồ điều trị của bác sĩ ấy, thì nó rất là quan trọng đấy. Em sẽ phải được điều trị bằng thuốc đặt này, thuốc uống, có thể là phải có cái thuốc bôi ở bên ngoài nữa. Thế chính vì thế mà phải theo hướng dẫn đúng với cả cái phác đồ mà bác sĩ điều trị cho em. Thế và khi hết thuốc thì phải khám lại nhá. Còn nhưng mà tôi ngứa với cái rát ấy thì chỉ xuất hiện từ trước thôi, chứ bây giờ thì em thấy cái dịch của em nó tiết ra như thế thôi chứ không có cảm giác ngứa rát ạ. Cho dù là gì đi chăng nữa thì nên đi đi, bởi vì nếu không nó sẽ thành mãn tính, và nó mà để lâu ấy thì nó sẽ viêm, nó sẽ rất là nặng, nó sẽ ăn sâu vào cái phần tế bào lành ấy, thì đến lúc mình điều trị nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều nhé. Đi khám đi, mình còn trẻ thế mà, đừng có ngại nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Xin chào bạn nhé, chúc bạn có sức khỏe thật tốt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào thính giả đến từ Thái Nguyên ạ. Vâng, chào anh ạ, chào chương trình ạ. Vâng, xin chào anh. Anh xin lỗi, anh hỏi vấn đề gì vậy? Tôi muốn hỏi về vấn đề là vợ tôi đã bỏ đi mất tích hơn 3 năm nay rồi. Vâng. Khi bỏ đi là bỏ lại các cháu ở nhà, thế bây giờ tôi đã nuôi các cháu trưởng thành, ăn học, các cháu đi làm xa rồi. Vâng. Một mình ở nhà cũng thấy hưu quạnh, mà muốn hỏi chương trình tôi lên ra tòa để giải quyết việc ly hôn với vợ tôi hay là tôi đứng vậy lại. Ở trong 3 năm vợ anh bỏ đi như vậy thì có lần nào cô ta liên hệ về gia đình không? Tức là không có một tí liên hệ nào cả, thì bỏ đi mất tích, mà trước khi đi là có những đồ đạc gì là lấy hết đi. Và cũng không biết. Không. Anh có bao giờ anh đi tìm vợ mình không? Tôi có tìm hết, bảo các cháu đưa lên Facebook tìm nhưng mà cũng không thấy được. Nhưng mà về nhà bố mẹ vợ chơi thì bố mẹ vợ cũng khuyên mà thôi bố mẹ đi lấy vợ đi. À. Các cháu là không về nữa đâu, thì các cháu cũng đều khuyên mà bố không thể sống với phụ một mình ở nhà được. Vâng. Tóm lại là ngay cả ông bà ngoại cũng không biết là chị nhà anh biến đi đâu mất, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Khéo biết chừng lại bị bán sang nước ngoài rồi cũng nên chứ tưởng à. Vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 48 tuổi anh ạ. Thế à, vợ anh thì nhiều tuổi chưa ạ? Sinh năm 72 thì cũng có tuổi rồi anh ạ. Vâng, cũng có tuổi rồi chứ cũng không phải là trẻ người non dạ gì nữa đúng không? Tất cả những băn khoăn suy nghĩ của anh thì sẽ được chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi chia sẻ nhé. Xin mời chị Mùi ạ. À, vâng, chào anh. Alo. Vâng, alo, chào chị ạ. Vâng. Tôi muốn hỏi anh một chút này. Vừa rồi như thế tức là anh nói rằng các cháu cũng bảo là thôi bố cũng không thể nào mà sống một mình được. Thế rồi bên ông bà ngoại thì cũng nói như vậy. Nhưng mà chắc là anh có lý do riêng của mình đúng không? Vì vậy thì anh vẫn băn khoăn. Thế điều gì khiến anh lại chưa muốn có một cuộc hôn nhân tiếp theo? Mà thực ra thì tôi cũng sống bây giờ cái tuổi đời bây giờ cũng còn trẻ trung thì lắm nữa, mà sống một nhà cái cháu đi làm vắng nhà ở xa cái vùng hẻo lánh không gần anh em là cũng thấy sống nó yêu quậy. Vâng. Muốn hỏi chương trình và lên ra tòa ly hôn để đi một bước nữa để chia gặp một người bạn nào để chia sẻ nốt quãng đời còn lại mà. Vâng. Thực ra thì 48 tuổi cũng chưa phải là nhiều tuổi lắm đâu anh ạ, nhớ. Vâng ạ. Thế và anh có mấy cháu nhỉ? Tôi có 3 cháu, nhưng bỏ lại 2 cháu trai và cháu gái. Khi đi, vợ mang đi là lúc là được 5 tuổi. À, tức là khi đi là vợ có mang một cháu đi à? Vâng, mang một cháu gái thì bỏ lại 2 cháu trai. À, bỏ lại 2 cháu trai. Chứ mà bây giờ thì các cháu đều đi làm rồi. Vâng, cháu đi làm xa hết rồi, đi rửa lăn mới về một lần. Vâng, thế các cháu có gia đình chưa? Các cháu chưa. À, chưa gì. Tức là các cháu chỉ đi làm xa và bây giờ có một mình anh ở nhà. Anh cũng đã đi tìm rồi. Tức là anh cũng rất là mong khắp nơi, rồi mà tìm khắp nơi đi cả vào miền Nam tìm vào cả trong miền Nam. Có thông tin lên trên các phương tiện truyền thông không ạ anh? Tức là tôi chưa đưa lên phương tiện truyền thông. Vâng. Vì thế này, Facebook thì nó cũng là một cái kênh để mà mình có thể là nhờ vả hoặc là ai đó người ta biết được thông tin thì người ta thông báo cho mình, tức là các cháu nhà anh đấy. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ cái số người dùng Facebook thì tôi nghĩ là có lẽ nó cũng chưa phải là nhiều lắm. Thế cho nên anh có thể xem xét xem này, khi anh nói rằng là anh vẫn còn băn khoăn, mặc dù mình ở rất là cô đơn, mình cũng muốn có một ai đó, nhưng mình chưa quyết được, thì điều đấy cũng có nghĩa là
anh cũng vẫn mong đợi là nếu như mà chị nhà mà về đúng không ạ, thì anh sẽ không phải 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 đi thêm một bước nữa. Anh có mong chị về không? Vâng. Có chứ gì ạ? Vâng, tức là tôi cũng không muốn đi bởi thêm bước nữa thì nghĩ. Không không, bây giờ hãng tạm trừ xuất cái chuyện là đi hay không đi bước nữa nhé. Hiện tại thì anh có mong đợi là chị nhà mình về không? Vẫn muốn mong đợi chờ về. Vẫn muốn mong đợi đúng không ạ? Thế thì tôi nghĩ là như thế này, có lẽ mình phải tìm kiếm một cách tích cực hơn đi nhá. Một trong những cái đấy chính là cái việc mà mình đưa tin lên các phương tiện thông tin đại chúng, ví dụ như là đài, ví dụ như báo, hoặc là ở cả trên cái kênh ở trên trên TV anh ạ. Nhá. Anh liên hệ. Thế thì khi mà anh đưa tin như thế thì cái phủ sóng của nó cái phạm vi nó rộng hơn rất là nhiều, và có thể bản thân chị đọc được, có thể có những ai đó người ta đọc được rồi người ta tác động đến chị hay như thế nào đó thì chị có thể về. Và đến khi mà anh đã đưa tin rồi mà chị có thể không muốn về hoặc là một cái lý do nào đó mà không về nữa, thì lúc bấy giờ có thể anh sẽ chắc hơn về cái việc là sự nỗ lực của mình nó không đem lại kết quả, thì có thể chính cái đó sẽ giúp cho anh đi đến một quyết định là mình sẽ đi bước nữa hay là không anh nhá. Và thế thì anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Bùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình rồi chứ? Và hy vọng là anh sẽ có cái bước đường đi đúng đắn tiếp theo. Xin chào anh nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Nghệ An đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. À, anh chào anh ạ. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì? À, cho em hỏi là hai vợ chồng cưới nhau đúng không? Vâng. À, được tạm thả cái sinh con thì cái đó là em còn thắc mắc cái chỗ đó đó. Thắc mắc cái gì hả bạn? Thắc mắc là từ khi quen nhau đến khi cưới nhau là mới có 8 tháng thôi. Vâng, thì làm sao? Thì đã sinh con. Tức là bạn đang nghi ngờ cái đứa con đó không phải là con của mình, bởi vì là mới có 8 tháng thì đứa trẻ đã sinh ra rồi, đúng không? Đúng rồi. Vâng. Khi sinh thì các bác sĩ ở bệnh viện có bảo là sinh non không? Hay là sinh đủ không, tháng? Vẫn đủ tháng, đủ ngày mà. À, đủ ngày, đủ tháng. Chính xác là bao nhiêu tháng? Vẫn là 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà từ cái khi mà các bạn lấy nhau bao nhiêu tháng thì sinh? Từ cưới nhau, khi quen nhau là khi bắt đầu gặp nhau đi đến khi cưới thì là khi sinh con là mới có 8 tháng, mà quen nhau là mới có 6 tháng thôi. Tức là 8 tháng đúng không? Cưới nhau đến là 6 tháng, mà quen nhau là đến 8 tháng. Rồi, tức là khi mà các bạn có quan hệ tình dục lần đầu tiên đến nay là bao nhiêu tháng thì cô ta sinh? Cứ đến 6 tháng anh ơi. Vì cưới nhau là xong là vì khi đó mới quan hệ mà. À rồi, tôi hiểu ý bạn nói rồi. Tức là thực ra thì từ hôm cưới đến 2 tháng rồi và đã mới cưới nhau. Các bạn có quan hệ tình dục lần đầu tiên cách đây 6 tháng khi mà cưới nhau đúng không? Nhưng mà từ nhưng mà 6 tháng sau thì cô ta đã sinh rồi, tôi đã sinh con. Tóm lại là từ lúc ý là đến lúc đẻ có 6 tháng thôi. Từ lúc cưới đến lúc sinh con là có 6 tháng thôi. Thế bạn, những cái nghi ngờ của bạn đã trình bày với vợ chưa? Đã vẫn nói rồi. Nói rồi cô ta nói sao? Cô ta vẫn nói là lúc quen là không bao giờ dừng quan hệ với ai. Thì em vẫn thắc mắc là muốn hỏi cái nhà tâm lý cho em biết đấy. Rồi. Vì em sự sự như thế nào cho nên nó đúng. Rồi. Thế thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Đầu tiên xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin mời chị ạ. Dạ, cảm ơn anh nha. Tôi chào bạn. Dạ, tôi nghe câu chuyện của bạn với anh Văn rồi. Tôi nghĩ rằng là đến bạn còn chẳng biết được bạn có phải là bố đứa bé đó không. Đúng rồi. Thì làm sao mà chúng tôi biết được ai là cha của đứa bé đúng không? Dạ, đúng rồi. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, em là 40 tuổi rồi ạ. À, 40 tuổi rồi ạ. Tôi xin lỗi, là đây là lần kết hôn đầu tiên của bạn à? Lần đầu tiên luôn, cùng trong đời luôn ạ. Vợ bạn thì bao nhiêu tuổi ạ? Vợ là năm nay 28 tuổi. À, 28 tuổi, vâng. Thực ra thì tôi nghĩ là bạn 40 tuổi rồi và vợ bạn 28 tuổi rồi. Cả hai người thì đều biết rất rõ về chuyện thời gian có thai như thế nào, rồi là thai bình thường thì nó là bao nhiêu,
rồi cái việc đó. Tôi nghĩ là bạn hiểu rất là rõ mà, nhưng mà bạn muốn khẳng định lại bởi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu cho những cái nghi ngờ của mình thôi, đúng không? Cho em biết, khi mà cho em ghi đường lỗi em đi, em mà bỏ đi thì cũng không được. Đấy. Bây giờ thì cháu được bao nhiêu tháng rồi ạ? Cháu được hiện nay là được 8 tháng rồi. À, con đã, tức là cháu đã sinh được 8 tháng rồi á? Rồi, ờ. À, trộm vía cháu yêu không? Có, mình thích cháu lắm, nhưng mà đã muốn hỏi rồi cho nó. Bởi vì là đi ra đi dân người ta nói là dân làng người ta nói bảo là không phải là con của My. Rồi. Bây giờ thì một số người ta bảo là không phải là con của My. Bây giờ thì muốn biết là con của My hay không phải con của My thì chỉ có một cách duy nhất, đó là xét nghiệm ADN. Cho em mới xác nhận thì cô này chắc là không phải gì ấy. Bởi vì cô mà cho trong văn phẫu sáng thì sinh ra là nó sinh được. Bạn biết điều đấy quá rõ mà. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái bằng chứng chứng minh rõ nhất có phải con của bạn hay không thì chỉ có xét nghiệm ADN. Không một bác sĩ nào có thể giải thích được cho bạn. Vì em muốn hỏi đây, như sống với nhau đi, làm sao cho nó hợp với... Đúng rồi, cái đấy mới là cái cân nhắc và phải cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định làm xét nghiệm ADN, thì cái đấy mới là cái chúng tôi cần phải bàn với bạn. Thì em không muốn đi chạy dùng ADN, nhưng mà là em muốn hỏi nhà tâm lý học thì hỏi làm sao để giữa hai vợ chồng mình sống với nhau bình thường. Đúng. Coi đó như cửa con của mình đi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đấy mới là cái chúng tôi muốn chia sẻ với bạn. Vậy bên cạnh tôi đang có chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chị Mùi sẽ chia sẻ thêm với bạn về vấn đề mình đang băn khoăn hiện nay nhé. Như vậy đó. Mời chị ạ. Chào bạn. Dạ. Mình đã nghe câu chuyện mà bạn nói với anh Thành Văn và bác sĩ Hoàng Thế Hải rồi. Thế và ở đây nó có một cái khía cạnh là bạn rất mong muốn là làm sao sống tốt đẹp với vợ và vẫn coi đó như là con của mình, đúng không? Bởi vì giờ đã vừa chị này, em đi ra là người ta nói là không phải con của mày, đúng không? Rồi, là em có thể em buồn. Nhưng mà mình giờ em muốn hỏi gì về nhà tâm lý học cho em một câu khuyên để làm sao. Người ta nói rõ nhưng mà em được vững lòng là vẫn được thương vợ thương con như vậy. Biết rằng đó là con không phải con của mình, là cũng được thương. Nhưng mà chị hỏi một chút này. Khi mà nghe người ta nói thì em mới suy nghĩ, hay là ngay từ khi mà vợ em không, sinh con nói thì cả cái từ lúc đám đông thì em mới suy nghĩ, còn không thì em cũng bình thường thôi. Thì cả như em là một người lái xe đường dài, nhưng đi đâu về em cũng có mua thừa đây này nọ đây mua gì cũng em cũng mua hết. Rồi những cái chuyện mà em chăm sóc vợ này con này rất là đáng quý. Thế nhưng mà cái cơ bản nhất ý, là cái vấn đề về mặt tinh thần, tức là tâm tư của mình thật sự là nó được bình ổn này, thế rồi là mình yêu thương vợ con, và mình vững tâm trước những cái lời mà gọi là nói này nọ của những cái người ở bên ngoài. Thực sự như ban nãy em trình bày thì có lẽ cả anh Thành Văn rồi chị Thúy Hải và cả chị nữa cũng biết rằng là em biết nhiều thứ lắm chứ không phải em biết đâu, không biết đâu, đúng không? Bởi vì em cũng biết rõ ràng là đến khi cưới cho đến bây giờ mới có 6 tháng thôi mà em cũng lại nói rất rõ là đứa con sinh ra vẫn đủ tháng đủ ngày. Điều đấy khi chị nghe và các anh chị nghe ở đây đều biết là em nắm rất rõ. Nhưng cái chính ở đây đó là vấn đề là mình biết như vậy nhưng mà mình sẽ xử sự như thế nào. Thì cái điều quan trọng ở đây là bản thân em có vững tin vào chính em không? Bởi vì khi mình tự tin vào mình ý, thì mình mới có thể là tự tin trước mọi người được. Em thật sự là yêu thương cái người vợ này không? Em có mong muốn là có một gia đình hạnh phúc không? Thì qua cái cách nói của em là chị thấy em mong muốn cái điều đấy, có đúng không nào? Đúng rồi. Thế bây giờ mình mong muốn gia đình hạnh phúc, đúng không? Mình mong muốn là mình yêu thương cái đứa con đấy như là của mình. Thì mình hãy thật sự coi nó là đứa con của mình đi nhá. Điều đầu tiên là chính em hãy coi nó là đứa con của mình đi hẵng. Đừng lăn tăn gì cả. Thì khi em bản thân em nghĩ như thế và em nghĩ được rằng là nếu mình yêu thương nó, mình chăm sóc nó
thì lớn lên nó sẽ là của mình, chứ không phải ngày xưa các cụ nhà mình còn có được cái câu là cá vào ao nhà ai thì nhà đấy được cơ mà. Đấy, đây là từ từ thời xưa khi mà còn rất nặng nề những cái chuyện này nọ em ạ. Thì khi em vững tâm như thế, em yêu thương cháu, yêu thương vợ, và tất cả những cái gì nó là quá khứ thì hãy để cho nó là quá khứ đi. Thì lúc bấy giờ mình có thể vững tâm được trước những cái người khác em nhé. Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Bùi, xin cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải, xin chào bạn cảm nhé. Cảm ơn nha, cảm ơn chương trình nha, để em sống cho bình thường nha. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Phú Thọ đâu ạ? Đây ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Em hỏi chuyên gia tâm lý là 3-4 tháng nay chẳng thấy bị, nhưng mà em kiểm tra thì không phải là có chữa, mà là kiểu như là hay là em đã mãn kinh rồi hay là như thế nào, thì mà kiểu như là vợ chồng sinh hoạt rồi nó không thoải mái, em không muốn. Vâng, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 40 tuổi. À, cũng không phải là trẻ nữa đúng không? Vâng. Chị Hoàng Thúy Hải sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Vâng. Bạn được mấy cháu rồi ạ? Em được 2 cháu. Thế ạ, con lớn hết chưa bạn? Cháu đầu thì là đang học lớp 6, cháu thứ hai học lớp 2 ạ. À thế à? Vâng. Cũng còn nhỏ đúng không? Vâng. Chồng bạn thì làm nghề gì vậy? Nhà em làm gỗ, nhưng mà nói năng các thứ với vợ với con thì lúc nào nói láo, nói lếu, nó khiến cho tâm lý rất là rất phụ. Tôi cũng nghĩ như thế, bởi vì là thông thường thì phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ 40 tuổi ấy, nó bắt đầu bước vào cái giai đoạn xuống của cái nội tiết tố sinh dục nữ rồi. Có những người sớm thì người ta đã bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thậm chí ngày xưa thì đã có những người 40 tuổi cũng đã thể có mãn kinh rồi. Cái đấy thì thực ra thì tôi nghĩ là có lẽ cái vấn đề mà không hành kinh đối với bạn nó không quan trọng bằng cái việc là có vẻ cái hạnh phúc gia đình, đặc biệt là cái tình cảm vợ chồng nó không được suôn sẻ, nó không như bạn mong đợi, đúng không? Và với những cái người phụ nữ mà như mình ý, 40 tuổi thì bây giờ mình cảm thấy là cái chuyện quan hệ tình dục về cái tần suất của nó không quan trọng, nhưng mà chất lượng của cái quan hệ tình dục đấy, đặc biệt là cái tình cảm vợ chồng, rồi cái quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nó mới là quan trọng. Và đôi khi những cái điều đấy nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục của bạn. Nhá. Tuy nhiên thì tôi vẫn muốn thế này, có lẽ là 5-6 tháng nay không có hành kinh, bạn cũng cần đi kiểm tra đi. Bởi vì nếu như nó là một cái vô kinh thứ phát ấy, vô kinh thứ phát này mà nó do nguyên nhân bệnh lý thì cũng cần phải được điều trị. Nhưng nếu như nó là do bạn bị mãn kinh chẳng hạn, hoặc là tiền mãn kinh, thì có thể sẽ không phải điều trị gì. Nhưng bác sĩ sẽ kiểm tra cho bạn kỹ hơn, ví dụ xem là cái niêm mạc âm đạo của bạn nó có bị teo không. Rồi có thể cần thiết thì phải định lượng cái nội tiết tố sinh dục nữ cho bạn. Bởi vì nó không phải chỉ là vấn đề quan hệ tình dục, mà nó còn ảnh hưởng nhiều tới cái sức khỏe khác của mình nữa nhá. Ví dụ là độ loãng xương này, rồi là những cái mình phải cần kiểm tra cả hệ tim mạch, rồi là hệ hô hấp, thậm chí là xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu để đánh giá xem các cái chức năng của trong cơ thể mình nó như thế nào. Mình rất cần được đi khám ít nhất từ bây giờ trở đi, ít nhất 1 năm một lần. Nếu không có vấn đề gì đặc biệt, bạn cũng nên kiểm tra sức khỏe của mình một lần nhá. Thì tôi nghĩ là nếu mà nó do những cái bệnh lý ấy, hoặc là bổ sung được, thì bác sĩ người ta sẽ xử lý cho bạn. Đấy, cái quan trọng là suy nghĩ xem là có, chắc là cải tạo ông chồng thì hơi khó rồi đúng không? Nhưng mà những cái mà nó trong xuất phát trong cuộc sống gia đình thì mình không hy vọng là nó thay đổi toàn bộ như ý mình, bởi vì thời gian nó cũng khá là lâu rồi, các bạn lấy nhau, con cũng đã lớn rồi. Nhưng có thể ở một lúc nào đấy, hoặc là ở một góc nào đấy, mình chia sẻ với nhau để cho chất lượng cuộc sống nó cải thiện hơn, phần nào nó đáp ứng được cái mong muốn của bạn
thì tôi nghĩ là mọi cái khác nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt lên, đúng không bạn? Vâng. Vâng. Chắc tại tâm lý, bởi vì mỗi lần anh ấy động kiểu cảm giác đau, cứ sợ, hay là anh ấy láo thành ra mình sợ. Ừ. Anh ấy bảo hay lại thích thằng nào không thích, nên nó khổ tâm mà suy nghĩ. Đối với phụ nữ thì nó khác nam giới ở chỗ đó. Rất nhiều những nam giới thậm chí người ta quan hệ tình dục với những cái người khác ấy, chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục thôi, nó chẳng có tình yêu, người ta cũng có thể làm được cái việc đó. Nhưng phụ nữ thì ngược lại, phụ nữ là đòi hỏi phải có rất nhiều những cái thứ khác, trong đó chuyện tình cảm, rồi các cái kiến thức về sức khỏe tình dục, rồi những cái yếu tố khác là ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của phụ nữ. Và khi mà tâm lý người ta không thoải mái, người ta không sẵn sàng, hoặc người ta không đáp ứng với cái chuyện đấy, thì các cái dịch sinh dục ở cơ quan sinh dục của người ta nó sẽ không tiết ra được. Hay nói cách khác là người ta không chuẩn bị để cho thực hiện cái việc đó. Mà nếu ép người ta thì nó rất dễ gây đau. Và nếu tình trạng này kéo dài thì nó sẽ làm cho bạn rất dễ bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Nó kéo theo rất nhiều các cái vấn đề khác chứ không phải chỉ riêng vấn đề đó nhé. Vâng, bạn đã nghe rõ rồi chứ. Xin chào bạn nhé. Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc và có một sức khỏe dồi dào. Cảm ơn hai chuyên gia đã tham gia vào chương trình Cửa sổ tình yêu ngày hôm nay. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Ninh Bình ạ. Alo ạ. Vâng, xin chào bạn. Tôi có thể biết câu hỏi của bạn là gì được không ạ? Em với cái vợ tôi một năm nay thì có một đứa con nhỏ được tầm 8 tháng tuổi. Sau cái thời gian mà vợ em nó hết thời gian cữ ấy, thì vợ em nó phải đi làm, thì ở nhà thì bà nội trông cháu cho. Với tính chất công việc của vợ em thì nó cũng hay đi làm xa. Có nghĩa là làm cách nhà khoảng 20 cây. Đi lại thì cũng là vất vả, nên là trước khi mà em phải đi làm xa ấy, thì em cũng nói cho vợ em biết là công việc như thế là ban ngày đi làm thì bà nội trông cho, nhưng tối về thì phải trông con. Thì nó vất vả thì thôi ở nhà để anh đi làm. Bây giờ em cũng nói chuyện với mẹ em như thế, mẹ em cũng hoàn toàn nhất trí với quan điểm của em. Thì nếu mà để như thế thì vợ em đi làm vất vả, nhớ ốm đau ấy. Thì đâm ra là mình đi làm cũng không yên tâm. Nhưng mà vợ em nó vẫn cứ đi làm cái này, thì tâm lý chung thì anh vậy. Cái điều này thì em cũng hoàn toàn nhất trí với ý của vợ em. Để cho nó đi làm cho nó thoải mái. Kinh tế này khác, nó có thể tự do này khác, trong cái chuyện mà nó chi tiêu cho con cái này khác. Chủ động trong nhiều việc. Phụ thuộc hơn. Sau thời gian đi làm thì khoảng hơn một tháng rồi đấy, thì chỉ có cái chuyện là thời kỳ này thì con của em nó vào cái thời kỳ là ăn bột dặm ấy. Bắt đầu hết cái giai đoạn ăn bột dặm thì mẹ em cũng điện cho nó bảo là hôm nay là hết cái bột dặm rồi. Thì gọi là điện cho vợ em về để nó mua, thì nó bảo với mẹ em là từ mai con cho con ăn bột nghiền. Thì vợ em thì nó không nghiền bột mà nó định nấu cơm thỉnh cháo ấy, xong rồi nó xay ra để cho con ăn. Thì không biết là cái phương thức ấy nó có tốt không thì em không biết. Nhưng mà làm như thế thì cứ sáng ngày ra vợ em nó đi làm sớm, thì cái công việc của mẹ em ở nhà sáng sớm là cứ phải dậy để lau dọn nhà cửa, quét dọn sân sướng này khác, này gà qué cho gà cho qué ăn để mình có thời gian để trông cháu, thì lúc ấy cháu nó vẫn còn ngủ mà. Thì hôm ấy vợ em nó làm như thế thì cháu nó biết dậy, nó thức dậy thì bà thì đang vẫn còn đang dọn ngoài vườn, thì bà muốn tận dụng những thời gian như thế thì để mà dọn thôi. Thì cháu dậy thì vợ em nó gọi mẹ em vào để cho mẹ em cho cháu cho nó đi làm. Thì bà lúc ấy thì bà cũng bực, thì bà bảo là mẹ bảo là phải xoay bột là để nghiền bột bằng gạo ấy. Nói như thế, nhưng vợ em nó bật lại cho mẹ em một câu là bà sống vừa vừa phải phải thôi để cho người khác bạn sống. Rồi mà mẹ sống thế nào hàng xóm biết, con sống thế nào hàng xóm nó biết. Mẹ em điện lên cho em thì em cũng bực mình lắm, thì để phân tích cho vợ biết đúng sai, nhưng mà vợ không nghe. Xong cái thời gian gần tới đây thì em về cháu nhà bé bây giờ được bao lâu rồi ạ? Cháu bé giờ được tầm 8 tháng. 8 tháng, vâng. Thì thực ra cũng từ lúc mà vợ bạn đi làm thì cái chuyện mâu thuẫn nhỏ nhỏ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng liên tục diễn ra, đúng không ạ? Bạn là người ở giữa rất là khó xử giữa hai bên, và một bên là mẹ và một bên là vợ, và cũng chưa biết là nên cư xử như thế nào. Chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời chị ạ. Chị chào em.
Và chị cũng nghe thì em nói rằng là em đã gọi điện về cho vợ, thế nhưng mà vợ không nghe. Chị hiểu là em gọi về và chắc là em cũng muốn là vợ phân tích để cho vợ biết phân tích để cho vợ hiểu đúng không? Vì chồng đi làm xa như thế thì vợ ở nhà thì mẹ cũng vất vả, còn chuyện đồng áng người khác chứ không phải riêng gì một cái chuyện chung cháu. Đấy, mẹ em thì cũng phải chiều đến là vợ em đi về cũng phải tranh thủ ra đồng, lúc vào vụ cấy vụ gặt cũng phải tranh thủ để mà thuê người để mà làm. Rồi về chung cháu nó mệt lắm chứ đâu phải là đơn giản như mỗi cái việc là như vậy. Thế vợ em không nghe, tức là vợ em quan điểm nhận là cứ bảo là nó là như thế là đúng, chẳng có gì quá đáng cả. Xong là đến lúc gì là mẹ em bực quá thì cái việc nó căng thẳng quá thì em phải về để giải quyết. Em cũng đã đến về lúc để giải quyết hả? Được vợ em đã xin lỗi mẹ em được câu thì nó mặc cả từ câu xin lỗi. Nói chung là chán lắm. Thế là em lúc ấy này em bức xúc lắm nhưng mà em không muốn nói vì nói lúc ấy thì nó đâm ra mâu thuẫn gia đình nó lại nặng nề thêm, nên là em chỉ đứng dậy đi ra ngoài để cho hai mẹ con nói chuyện nhau. Thì sáng sau thì em cũng có tóm tắt lại cái câu chuyện này cho em cũng em gái em nghe thì nó cũng bức xúc thì nó nói thế này thế kia. Thực ra là về thì tối sáng đi sáng ra thì lúc đi thì chào mẹ em được câu, lúc về mẹ em vẫn cho con ăn bình thường, nó gặp mẹ em thì mẹ em cũng có khơi chưa biết được câu chuyện đấy thì nó chẳng nói chẳng rằng gì cả. Lại gây căng thẳng gia đình, em lúc ấy em cũng chưa biết là đầu đuôi câu chuyện là nó như thế nào. Thế xong lại nói chung là mẹ em sám sau bực quá mẹ em đuổi. Bây giờ thì vợ em vẫn ở đấy hay là như thế nào? Vẫn ở ngồi đằng ngoại. Sau đó thì là em đã bảo vợ em đi về bên ngoại hay là vợ em tự về bên ngoại? Vợ em nó cứ nhất quyết nó đòi đi về. Chứ không phải em đưa về, rồi, vợ rồi, em về bên ngoại. Có thể là vì nó đương có những cái nó khúc mắc thì là bức xúc thì vợ em xin về bên ngoại đúng không? Thế bây giờ cái mong muốn của em là như thế nào? Bây giờ mong muốn của em thì em còn chưa biết cái giải quyết cái công việc, vì bản thân mình cũng xuống dưới bảo vợ về này, mẹ em cũng bảo là lúc nóng giận nên mẹ em nói như thế thôi, nhưng mẹ em vẫn xuống đón nó về, nhưng mà nó cứ nhùng nhằng nó không muốn về. Xong rồi cứ làm cho nó cứ đẩy cái thế mà nó về nhà dễ, đến đâm ra là nó về nhà nó lại khó hơn. Tức là nếu như ngay lập tức mà mình cứ muốn giải quyết mọi thứ nó rất là nhanh chóng thì chị sợ là nó khó chứ nó không đơn giản đúng không? Rồi, bởi vì nó đã có những cái va chạm rồi, những cái mâu thuẫn mà ở đây em có nói đến một cái khía cạnh, tức là mẹ em vì bức xúc có nói chuyện với em gái em đúng không? Rồi. Thế cho nên em gái em thì lại nói một cái điều gì đấy với vợ em. Thì chị sợ là cũng có thể là vì em gái em thì sót mẹ thì có thể đã nói với vợ em nó có những cái điều gì đấy mà khiến cho vợ em nó cũng bị tổn thương đúng không? Và vậy cho nên khi về thì cái cách phản ứng của vợ em đối với mẹ nó cũng lại không ổn. Thế thì như thế có nghĩa rằng là nó như các cụ ngày xưa hay nói là gọi là hòn bấc ném đi nhưng mà hòn chì ném lại. Tức là nó từ một việc nhưng mà sau đó do những cái cách mà mình giao tiếp với nhau ứng xử mà nó làm cho mâu thuẫn nó cứ bị đẩy lên. Chính vì vậy đã đi đến mức là mẹ em nói rằng là đuổi, có đúng không? Như thế mẹ em cũng rất nóng rồi. Thế và vợ em thì có thể là do tự ái nên đã về bên ngoại. Thế nếu như thế mà bây giờ mình lại nhanh chóng muốn là gì? Lại ngay lập tức vợ em hồi tâm chuyển ý em cũng để một khoảng thời gian dài chứ. Đâu phải là ngay lập tức đâu chị. Cũng để cho Em nói là vợ em 6 tháng mới đi làm đúng không? Vâng. Đấy, thế mà đến bây giờ là con nhà em mới được 8 tháng. Đúng không? Mà trong đó lại còn có bao nhiêu quãng thời gian mâu thuẫn nữa, có đúng không nào? Đấy, vì vậy nên chị nghĩ là như thế này. Thôi tạm thời là có thể để cho vợ em ở bên ngoại, nếu như mọi cái là bên ngoại cũng có thể là chăm sóc được, đúng không? Và bản thân em thì em vẫn phải qua lại để thăm con, có đúng không nào? Vâng. Và to nhỏ như thế nào đấy, hai vợ chồng trò chuyện với nhau. Và mình nên lắng nghe vợ. Chứ còn nếu như mình vẫn nói chuyện với vợ theo cái cách là em phải thế này hay em phải thế kia thì nhiều khi người ta cũng cảm thấy người ta không được lắng nghe em ạ. Vâng. Nhá, mình nên lắng nghe vợ, thế rồi trao đổi để vợ thấy rằng là em là người đứng ở giữa, em cũng không thể nào lại bảo chỉ vì vợ mà không quan tâm đến mẹ được, có đúng không nào? Đấy, vợ cũng phải hiểu thế. Và em làm thế nào để vợ hiểu rằng là vợ phải cùng với mình để vun đắp cái gia đình hạnh phúc, và có như thế cái gia đình em có hạnh phúc thì em mới là người có hiếu với mẹ, em hình dung không? Vâng. Nhá, đấy thì
cố gắng mình thế. Chứ bây giờ nếu mà ngay lập tức bảo cứ xuống xong rồi nói một câu và phải về đi thì chị nghĩ là cũng có thể nó không hiệu quả ngay được đâu nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn giải quyết được êm thấm và hạnh phúc cho gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia Tâm Lộc Nguyễn Thị Mùi ạ.